rồi để ra mắt quyển sách đầu tiên của mình là năm 2022 vừa rồi. Hải vừa hoàn thành bản thảo đầu tiên cho quyển sách về chủ đề về giáo dục trẻ, kỹ năng làm cha mẹ đó. Thì bản thảo đó được nhà xuất bản Phụ Nữ họ 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 phê duyệt rồi và hiện đang trong quá trình biên tập. Thì có thể là trong vài tháng tới thì nó sẽ ra mắt, và có cơ hội thì Hải sẽ lại giới thiệu với mọi người một lần nữa về cái về tác phẩm này, thì có thể là mọi người có thể xem đó như là một cái gì đó mình có thể làm. Hải làm được thì có thể mọi người cũng có thể đặt mục tiêu và làm được. Và trước khi cách đây 3 năm Hải đã không hình dung mình có thể là cách đây 3 năm Hải không thể hình dung mình là một cái người mà viết báo, và cũng không thể hình dung mình là người viết sách. Hải đã từng không bao giờ nghĩ mình có thể làm cái chuyện đó, nhưng mà khi bắt tay vào con đường viết thì mọi thứ nó có thể đến, và nó hoàn toàn là mình có thể thay đổi được cái suy nghĩ ban đầu đó của mình. Nói chung là em cảm thấy rất là phấn khích, bởi vì là sắp tới thì sẽ được nhìn thấy cái cuốn sách của chị Hải ra mắt. Nó có thể là những cái người viết ở bên ngoài ấy, có thể là mọi người sẽ đạt được rất là nhiều thành tựu. Em ví dụ như là mọi người có thể rằng là xây dựng được cái thương hiệu cá nhân của mình với rất rất là nhiều những người follower, hay là họ có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Tuy nhiên là trở thành một cái tác giả, nó là một cái điều gì đấy thực sự là rất là hấp dẫn, và thực sự là rất là ý nghĩa hơn rất là nhiều so với những cái khác. Em cảm giác như thế, nên là khi nghe về cái cuốn sách của chị Hải để cảm cảm thấy thực sự là chị rất là tuyệt vời, bởi vì đã cho ra đời được cái cuốn sách của riêng mình, và sắp có thể là đón chờ được cái đứa con tinh thần của mình được ra mắt. Thì em rất là hy vọng là được đọc cái cuốn sách này, cộng với lại là chúc mừng chị đã ra mắt được cái cuốn sách này đó. Thì như chị nói cái lúc trước đó thì chị cũng có nhắc đến là việc là bản thân mình là một cái người hướng nội ấy. Thì em muốn hỏi rõ hơn một chút để khi mà chúng ta vào thì chúng ta có thể là các bạn ngồi đây có thể hiểu rõ hơn là thế thì ở trong cái tính cách hướng nội của chị Hải thì có những cái phần hướng nội nó như thế nào? Tại vì là em cảm thấy rằng là thực ra khi mà em đọc và em tìm hiểu ấy, thì mỗi người thì sẽ có là cả cái phần hướng nội và hướng ngoại ở trong con người mình, chỉ có điều rằng là cái phần nào thì nó sẽ lớn hơn thôi, nó sẽ nhiều hơn thôi. Và nếu như mà có nhiều cái phần hướng nội ở bên trong mình quá thì mình có thể là định nghĩa như bản thân mình như một người hướng nội. Thì em thấy rằng là có những cái người ấy, họ không chỉ là hướng nội mà thậm chí là họ cực kỳ hướng nội, và họ là một cái con người mà vừa hướng nội vừa nhạy cảm nữa cơ. Đấy thì có thể là cái hành trình của họ thậm chí nó còn là trở nên khó khăn hơn, hoặc là hành trình của họ có thể có những cái nét khác biệt hơn. Thì không biết là chị có thể chia sẻ một chút về cái phần tính cách hướng nội ở bên trong của chị nó là như thế nào không ạ? Thực ra thì đúng như Quỳnh nói, bên trong chúng ta thì cũng có hai phần hết á, cái phần hướng nội và cái phần hướng ngoại, nó luôn tồn tại, và quan trọng là ở mỗi giai đoạn hay là và cái việc đó nó sẽ thay đổi theo từng giai đoạn, nó cũng thay đổi theo từng công việc của mỗi người nữa. Ở thời điểm trước thì hãy nói ở thời điểm trước nha, bởi vì đến thời điểm này thì Hải đã có một cái sự thay đổi rồi. Thì ở thời điểm trước cách đây khoảng tầm 2 năm á, đáp 2 năm hơn nữa, tức là cái khoảng thời gian trước đó thì Hải là một cái người cực kỳ ít nói, và thậm chí là Hải sợ phải nói với người khác nữa cơ. Tức là mình rất là ngại khi phải nói chuyện với ai đó trên 2 người, thậm chí là nói chuyện 2 người, nói chuyện chỉ cần nói chuyện đối diện thôi là cũng đã rất là sợ rồi. Và thậm chí là bạn bè hồi đại học thì mình cũng có, nhưng mà mình ngồi giữa đám đông 6 người mà mình có thể hoàn toàn im lặng, mình không nói gì với họ hết, mình ngồi cả buổi nhưng mình không nói chuyện với họ. Thì cái sự hướng nội đó nó thể hiện cái việc là mình không dám thể hiện cái con người của mình không dám thể hiện quan điểm của mình cũng không dám thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người khác nữa. Và mình cũng cảm thấy là cái việc mà phải phải nói với ai đó, cái việc phải phải đi ra ngoài, phải tiếp xúc, phải giao lưu, phải thể hiện cái sự giao tiếp với mọi người là một việc gì đó vô cùng khó khăn và cảm thấy mất năng lượng đó. Chỉ khi nào mà mình ngồi một mình này, mình làm việc một mình này, mình cảm thấy là có cái sức mạnh từ bên trong đó, nó dồi dào, nó đó mình có thể làm việc một mình, đi cà phê một mình, xe đi một mình làm tất cả mọi thứ một mình đó, như vậy đó. Và sống hoàn toàn enjoy với cuộc sống cô độc đó. Nhưng mà mình luôn cảm thấy là sao ta, cái công việc hiện tại á, nó bắt buộc mình phải giao lưu với đồng nghiệp, giao lưu với nhiều người, và mình thấy sao ta,
cái việc mà phải mở lời nói chuyện, phải nói những câu chuyện nó mang tính trendy một tí hay là phải gì đó nó vô cùng áp lực, và hầu như đó chính là cái lý do mình cảm thấy đi làm rất áp lực. Áp lực không phải là áp lực vì công việc, không phải vì deadline, không phải vì KPI, mà áp lực vì cái chuyện phải nói chuyện làm sao cho nó hòa đồng, cho nó thiệt mạnh với đồng nghiệp. Và tự nhiên mình cảm thấy ồ, các con người mình hình như nó nhạt nhẽo, nó nhạt nhẽo vô cùng. Mình tự thấy là rồi hình như là mình nhạt quá là nhạt, mình lại thậm chí là mình từng nghĩ là gì, mình không được thông minh để nghĩ ra được những câu chuyện hài hước, những câu chuyện hay, những câu chuyện mà nó thời thượng giống như các bạn để mình có thể là nói chuyện đó. Đó, cái sự tự ti nó lớn như vậy. Và nhưng mà đến thời điểm này thì mọi sự nó lại khác đi. Khi mà mình được chia sẻ, khi mà mình cái việc mà mình viết có một giai đoạn và mình có một cái sự chuyển giao trong con người của mình vật lộn với mình đấu tranh với cái cá tính bên trong, và mình có chia sẻ về một cái bài đó là gì, mình có chia sẻ một bài viết trên blog của mình đó là nếu như bạn mà không nói ra thì bạn sẽ không biết cái tiếng nói của mình nó tuyệt vời đến như thế nào. Và mình đã giấu cái tiếng nói đó rất là lâu, phải mười mấy 20 năm từ khi mình bắt đầu có ý là mình đã giấu nhẹm cái tiếng nói đó đi, mình không dám mở miệng nói to, nhưng mà mình không dám tranh luận, mình không dám thể hiện cái ý kiến gì đó to lớn. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu con đường viết và mình viết và mình cảm thấy mình cho phép cái tiếng nói bên trong của mình giải phóng ra, thì giống như một cuộc cách mạng từ bên trong á, nó cái tiếng nói đó nó được phép thể hiện ra, và mình được mọi người đồng ý, mình được mọi người cảm thấy rất là nhiều về cái việc là cái ý kiến này hay quá, cái bạn này viết những câu từ này nó hay quá, nó đúng quá, ý kiến này chuẩn xác này, nó là rất là nhiều thứ. Mình nhận ra là nếu như mình không nói ra thì mình sẽ không biết là cái thực sự cái ý kiến của mình nó hay đến như thế nào, cái tiếng nói của mình nó hay đến như thế nào đó. Và đó là cái con đường mà dẫn cho mình đến, nó khiến mình thay đổi. Và sau một cái cuộc vật lộn đó thì hiện tại mình vẫn là một người hướng nội, nhưng mà mình hướng nội theo kiểu khác. Và cái sự mình nhận ra cái sự hướng nội đó nó là một món quà, một món quà, một cái sức mạnh mà mình nghĩ là sẽ người khác không có được. Nói chung là khi mà nghe chị chia sẻ thì em cảm thấy khá là đồng cảm với chị, tại vì bản thân em thì cũng có những cái trải nghiệm tương tự như chị, phải nói là gần như là tương đồng luôn đó. Thực sự thì nói chung là em nghĩ rằng là bản thân em từ lúc còn bé thì không hẳn là hướng nội như vậy, nhưng mà càng lớn càng như kiểu là càng trưởng thành hơn thì cái việc mà mình hướng nội này, mình quay vào bên trong này, cái việc mà mình kết nối với bản thân mình này, và cái việc mà mình nói chung là tôn trọng cái sự độc lập, cái không gian riêng tư của mình nó càng lớn hơn, và cái tính cách hướng nội nó càng được thể hiện rõ hơn rất là nhiều đấy. Thì khi mà nghe chị nói thì em có thấy có một cái điểm rất là chú ý và em cũng rất là muốn là khai thác thêm ở đây, đó là cái việc mà em cảm thấy rằng là thế thì người hướng nội thường là họ sẽ có cái xu hướng là họ quay vào bên trong, họ làm việc độc lập, chính bởi vì như thế, thế nên là cái công cụ mà thường mà mọi người hay tìm đến ấy, thì thường là có thể là rất là nhiều những cái công cụ khác nhau. Em lấy ví dụ như là có thể là có thiền định này, có những cái công cụ khác nữa, nhưng mà em cảm thấy rằng là thường ấy thì là mọi người hay là quay vào kết nối với bên trong hoặc là hiểu hơn về bản thân mình bằng cách là viết lách. Thì theo chị là cái việc viết đối với người hướng nội ấy, thì hai cái việc đấy nó có cái liên quan gì đến với nhau không? Và cái con đường mà viết lách dành cho người hướng nội nó có phải là một cái con đường mà ở đó thì người hướng nội có thể là phát triển được toàn diện những cái gọi là cái kỹ năng cũng như là những cái mà sức mạnh của bản thân hay không, và có thể đem lại thành công cho họ được hay không? Đó. Theo như cái bản thân, theo như cái quan sát của Hải cũng như là cái kinh nghiệm của chính bản thân mình đó, thì cái việc cái đặc điểm của người hướng nội đó là người ta sẽ ít nói và người ta suy nghĩ rất là nhiều, suy nghĩ rất nhiều, và cái việc suy nghĩ nhiều đó nó khiến mọi thứ ở trong 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 tâm trí của họ bị xáo trộn, họ không họ 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 sẽ cứ chồng các suy nghĩ nó chồng chéo lên nhau vậy đó. Thì cái việc viết nó sẽ khiến cho cái mạch suy nghĩ của chúng ta nó trở nên rõ ràng và mạch lạc hơn. Và một khi mà cái việc viết với người hướng nội nó có tác dụng và nó có liên quan với nhau cực kỳ chặt chẽ. Với Hải thì công việc viết nó là một công việc mà nó không chỉ mang lại cái sự nghiệp, nó không chỉ mang lại tiền bạc, mà nó còn là cái hướng để khiến cho mình cảm thấy tự tin hơn và tự hào hơn về chính con người của mình. Chúng ta thường những người hướng nội có một cái đặc điểm là họ sẽ tự ti
Bởi vì sao? Mình là cái người suy nghĩ quá là nhiều đi, và tất cả những cái suy nghĩ đó nó khiến cho mình cảm thấy mình bị trầm xuống, rồi mình bị tự ti, mình bị suy nghĩ nó nhiều thứ, và khiến mình đôi khi mình cả sẽ cảm thấy là mình thiệt thòi nữa, mình thua kém người khác nữa. Nhưng mà khi mà các bạn viết ra, các bạn sắp xếp ra tất cả những cái suy nghĩ đó của mình á, thì nó có thể tạo ra một cái mạch cảm xúc hay là một cái mạch bài, nó diễn đạt ra mọi thứ trong đầu mình, nó trở nên rõ ràng hơn, thì tự nhiên cái con người mình nó trở nên thông suốt, nó trở nên trí tuệ, nó trở nên rõ ràng hơn đó. Và nó không có khiến cho mình sống mãi trong cái mớ bồng bông của chính mình nữa. Đó là cái điều đầu tiên mà Hải thấy được từ viết lách. Cái điều thứ hai nữa đó là khi mà những người hướng nội viết á, thì họ có cơ hội được thể hiện rõ con người của mình, họ được bộc lộ những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc, những cái ý kiến của mình. Đó là những cái thứ rất mạnh của người hướng nội. Người hướng nội họ có rất nhiều cảm xúc, họ thậm chí là cảm xúc rất mạnh, có rất nhiều cái suy nghĩ, thậm chí là cái suy nghĩ này không chỉ là suy nghĩ sáng ba mà là chính kiến, và họ không dám thể hiện, chỉ là họ không dám thể hiện ra và họ không biết cách trình bày ra thôi. Thì cái việc viết nó sẽ là cái công cụ để cho họ trình bày những cái điều đó ra một cái rõ ràng và chính thống. Thì khi mà mình nói ra được tất cả những điều, những cái giá trị bên trong của mình đó, thì mình sẽ được ghi nhận, được tôn trọng. Và đôi khi nó không, cái giá trị ở đây nó không chỉ là được ghi nhận, tôn trọng nữa, mà là cái nhu cầu được nói ra. Cái nhu cầu nói là một trong những cái nhu cầu rất là quan trọng của con người á. Thì mình được nói ra, nó sẽ giúp cho mình giải phóng được tất cả mọi thứ đó. Rồi những cái ý kiến của mình khi mà được ghi nhận, thường là những người hướng nội đó, họ nếu như họ học tập này, họ suy nghĩ và họ có cái trải nghiệm mà khi mà họ chia sẻ ra, thì những cái chia sẻ của họ thường là những chia sẻ khá là giá trị với người khác đó. Vì vậy mà khi mà mình chia sẻ ra, như bản thân của Hải, khi mà Hải giấu giếm, Hải cứ suy nghĩ, Hải cứ tự tin, nhưng mà khi mà Hải viết ra và mọi người được nhận được cái sự đồng cảm của mọi người rất nhiều, thậm chí là tất cả những ý kiến của Hải khi mà đưa ra, Hải là cái người mà có khả năng viết, và Hải viết từ khi 16 tuổi. Vì vậy đến thời điểm này, khi mà Hải bước vào con đường viết, và Hải cái kỹ năng viết của Hải nó đã đạt đến một cái mức độ là nó không còn là cái kỹ năng viết cơ bản nữa. Vì vậy mà khi tất cả những bài viết của Hải, khi mà Hải viết ra, Hải gửi báo đều được chấp nhận hết. Họ chấp nhận ngay từ lần đầu tiên, họ không có biên tập quá nhiều đó. Thì điều đó khiến Hải cảm thấy là những cái suy nghĩ của mình nó không hề tệ như mình từng phê phán đó. Và viết nó chính là cái công cụ, nó giúp cho mình nâng cao cái lòng tự tin, nó nâng cao cái sự tự trọng, nó là một cái điểm neo để cho mình cảm thấy yêu cuộc đời này hơn, gắn kết với cuộc đời này hơn. Và với một người hướng nội mà sống bằng nghề viết như mình á, thì nó khiến cho cuộc sống của mình ăn nhập, công việc và cuộc sống nó trở thành là một cái thứ là đồng nhất, chứ không phải là mình làm bằng lý trí và mình sống bằng nội bằng bằng cảm xúc. Không, lý trí và cảm xúc mình ăn nhập lại một trong cái cơ hội, trong cái công việc viết đó. Đó chính là lý do mà Hải sống trong cái nghề viết, nó cảm thấy Hải cảm thấy phải vừa thoải mái, vừa tự tin và có cái sự tự hào về công việc của mình đó. Cái chia sẻ của chị thì rất là thú vị ạ. Thì em muốn hỏi thêm với chị một chút là thì khi nào mà chị đã bắt đầu được nhận thức được rằng là thế thì một người hướng nội như mình thì sẽ phù hợp với lại con đường viết lách, và chị lựa chọn cái viết lách làm cái con đường mà khởi nghiệp cho mình. Em hình như là theo như em biết, em không biết là có chính xác không, nếu mà không chính xác thì có thể chị sẽ bỏ qua nhá, là hình như là trước đó thì không phải là chị làm công việc liên quan đến viết lách, tức là ngay khi mà chị như kiểu là trưởng thành này đấy, rồi khỏi cái cửa trường đại học, rồi chị ra trường chị làm việc, thì như nó không phải liên quan đến viết lách. Vậy thì tại sao chị lại phát hiện ra là cái con đường viết lách nó phù hợp với mình, sau đó thì lại chị lại có thể là sẵn sàng bắt đầu khởi nghiệp với viết lách với tư cách là một cái người hướng nội? Hải học về ngữ văn, tức là Hải có 4 năm viết lách. Trước đó khi mà học cấp 3 thì Hải cũng đã làm học ở trường học ở lớp chuyên về viết, rồi chuyên về 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 ban xã hội, rồi rồi học đại học nữa. Nhưng mà học đại học xong Hải lại không viết, mà Hải đi dạy đó. Và từ đó đến thời điểm mà Hải bắt đầu viết thì hầu như công việc của Hải nó không liên quan đến viết, và chỉ có thỉnh thoảng thì mình có thể viết, mình có thể làm một công việc gì đó nó liên quan một chút xíu đến viết, cái kỹ năng để nó duyên với một cái kỹ năng để mình hỗ trợ công việc của mình thôi, nó không phải là một cái nghề chính. Nhưng mà mãi sau này á, tức là
đến năm 2016 trong một cái lần Hải tham gia chương trình cái workshop về digital marketing và Hải gặp nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch. Đó là lần đầu tiên Hải biết đến việc là một người viết có thể làm kinh tế. Đó. Nói hoặc nói chính xác là người ta có thể sống được bằng nghề viết, có thể làm được kinh, có thể làm kinh tế từ nghề viết. Đó. Thì trong cái buổi mà trong cái buổi workshop về về digital marketing đó thì anh Nguyễn Ngọc Thạch đã nói về về công việc đó là content marketing, và anh ấy nói là những người mà có khả năng viết chút xíu hay là có những người mà các bạn đã thích viết lách thì các bạn nên nghĩ đến cái công việc này. Đó, thử tìm hiểu về công việc này, và đó là thời điểm mà Hải bắt đầu suy nghĩ về công việc về công việc này. Hải tìm hiểu thì nó cũng đến là tình cờ thôi. Sau đó đến bạn ấy vài năm khi mà Hải chuyển việc, Hải nộp hồ sơ cho một cái trường với một cái vai trò đó là làm ở phòng sale, nhưng mà cái chị trưởng phòng chuyển phòng nhân sự đó, cái chị trưởng phòng marketing á, chị giám đốc marketing á, chị là nhận hồ sơ của Hải và chị gọi điện cho Hải, chị mời Hải lên phỏng vấn và chị nói là chị thấy hồ sơ của em rất hợp để làm content marketing, em có nghĩ là em sẽ làm content marketing không? Thì thời điểm đó thì Hải thế là chị yêu cầu Hải viết thử, chị yêu cầu Hải viết thử, chị ra đề Hải viết thử, thì mình viết xong mình gửi bài, nhưng mà lần đó mình bị từ chối vì mình chưa có kỹ năng viết gì hết, kỹ năng viết thương mại thì không hề có, viết theo bản năng thôi. Nhưng mà đó chính là cái lý do để Hải nghĩ về nghề viết. Hải nghĩ là Hải nghĩ nó giống như một công việc mà mình có thể làm. Tại vì cái thời điểm đó là Hải đã bắt đầu suy nghĩ đến cái việc Hải không enjoy với công việc cũ, và Hải nghĩ rằng công việc này nó vẫn chưa phải là công việc mà mình muốn làm, mình phù hợp nhất. Đó. Hải tìm đến và Hải nghĩ là Hải mong muốn một cái công việc mà mình, sau này mình có thể là mình càng lớn lên, mình càng già đi thì cái giá trị của mình càng lớn. Cái công việc hiện tại nó đang bị khống chế ở chỗ là khi mình già đi tự nhiên mình không còn mình mất đi một vài những cái lợi thế trong cuộc sống, và mình không phải là cái người giỏi, mình không phải trở thành một cái người, dù mình cái kỹ năng mình có lên nhưng mà mình trở thành một cái người mà nó không phù hợp với cái vai trò đó. Thế là mình mong muốn là nếu mình càng lớn tuổi, mình càng già đi thì cái giá trị của mình nó càng phát triển, mình càng làm được nhiều thứ có ích đó. Và nó liên quan như thế, và Hải bắt đầu tìm hiểu công việc viết. Nhưng mà đó, và khi mà bắt đầu viết thì Hải nhận ra là công việc này nó thực sự nó phù hợp với mình. Và Hải không nghĩ, cái thời điểm bắt đầu Hải không nghĩ Hải là người hướng nội. Và cái thời điểm đó Hải cũng không nghĩ là mình là người hướng nội nên mình phải viết. Mình chỉ biết mình là người hướng nội, mình là người tự ti. Mình là người hướng nội, mình tự ti. Mình tự ti về con người của mình thôi. Chứ mình không nghĩ là đấy. Cho đến khi mà mình dấn thân vào con đường viết, mình bắt đầu những ngày tháng đầu tiên của mình viết, rồi mình mới nhận ra là cái tính cách hướng nội của mình nó vô cùng phù hợp với công việc này. Và công việc này nó mang lại cái, nó tận dụng cái lợi thế của người hướng nội. Đó. Và cái thời điểm đó là cái điểm mình bắt đầu đó là mình mới nhận ra. Khi mà chị nói như thế thì em tự nhiên lại nhớ đến một cái câu nói của Steve Jobs, đấy là mình không thể connect được the dots, tức là không thể kết nối được những dấu chấm theo hướng tiến lên, mà chỉ có thể là kết nối những dấu chấm khi mà mình nhìn lại. Thì khi mà mình nhìn lại cái quá trình của mình, tự nhiên mình hiểu ra rất là nhiều điều, và mình có thể giống như kiểu là trưởng thành hơn ấy, và giống như kiểu là mình cảm thấy rằng là tự nhiên là bản thân mình đã làm được rất là nhiều những cái điều mà có ý nghĩa, và mình nhận ra được rất là nhiều điều có giá trị ở trong cuộc sống. Thì lúc mà chị nói, thường thì em hay có cái kiểu rằng là khi mà lắng nghe thì thường là em hay chú ý đến một vài những cái chi tiết. Thì khi mà chị nói rằng là cả một cái cuộc cả một cái những cái lời chia sẻ của chị lúc nãy, thì em nhớ đến cái chi tiết đấy là chị bảo là chị đã gửi bài và cuối cùng không được nhận. Đấy, thì em thấy rằng là rất là nhiều các cái bạn trẻ mà khi mà bước chân dấn thân vào cái hành trình viết lách ấy, và đặc biệt là có tính cách hướng nội chẳng hạn, thì khi mà mọi người đối mặt với cái việc rằng là bị từ chối kiểu dạng như vậy, thì thường là mọi người hay có cái xu hướng là bỏ cuộc. Đấy. Và em thì không biết rằng là chị có bị từ chối nhiều không, nhưng mà em thì cũng trải qua, là thực ra thì em thì cũng không viết thương mại nhiều, em không bị từ chối, nhưng mà có thể là em đã trải qua khá là nhiều cái cảm giác mà tự thấy bản thân mình thất bại. Em trải qua khá nhiều, thì em cũng không biết là chị có trải qua đến như vậy không, và
Chị có trải qua những cái khó khăn nào đó nữa không ở trong cái khoảng thời gian mà mình viết lách và bắt đầu với tư cách là người hướng nội, kể cả chị không biết đi chăng nữa thì cái trong cái khoảng thời gian đấy, nhất là cái khoảng thời gian đầu ấy, khi mà chị bước chân vào cái con đường viết lách ấy, thì là chị có trải qua những cái cảm giác như vậy hay là những cái khó khăn nào đó như vậy không, và chị đã vượt qua nó như thế nào? Bị từ chối là một cảm giác mà không ai Không ai thích không à? ai ai cũng sợ hãi và không ai vui thích hết. Thực sự thì nó một trong những rào cản cho người ta phát triển. Thì cái lần tự nhưng mà hãy có một cái may mắn đó là trước cái thời điểm đó hãy có 4 năm đã tập dượt với vai trò làm sale. Tức là cái hành trình làm việc của Hải Hải tưởng tượng nó giống như là cái hành trình lột xác rất nhiều lần đó. Mỗi lần lột xác là một lần đau đớn, lần lột xác viết lách là một lần lột xác chủ động, và cái sự mình chủ động để mình chủ động thay đổi, mình chủ động vượt xác. Và trước đó nhưng mà trước đó Hải đã có một lần như vậy tương tự rồi, thay đổi từ giáo viên sang làm sale. Hải làm giáo viên trong Đà Nẵng, trong Sài Gòn 4 năm, sau đó thì Hải chuyển về Đà Nẵng và Hải nhận làm công việc trong một doanh nghiệp giáo dục, một cái startup giáo dục. Và Hải làm trước đó là Hải người ta mời làm Hải về giáo viên, sau đó bởi vì nhân sự ít quá, họ 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 nói là họ họ yêu cầu mình làm sale luôn đó. Và cái công việc đó nó khiến cho mình cảm thấy là sao, nó khiến cho mình đau đớn vô cùng á, đau đớn vô cùng, nó là một cuộc lột xác rất lớn á, đau đớn vô cùng. Từ một người làm vai trò giáo viên và chuyển sang một người làm cha, nó hoàn toàn khác, nó hoàn toàn đổ vỡ. Nó có rất nhiều bài học, nó có vô số sự từ chối ở trong đó. Và rất may mắn Hải đã có 4 năm ở trong hành trình đó rồi. 2 năm làm việc ở cho một startup giáo dục và 2 năm làm việc cho trường cao đẳng, cho một trường cao đẳng cũng với vai trò tư vấn ở vai trò tư vấn và sale đó. Và Hải nhận được vô số sự từ chối. Thì từ cái việc đau đớn mình dần dần mình trưởng thành, và đến cái thời điểm mà khi mà Hải nhận cái sự từ chối đó thì Hải nghĩ không, đó là một cơ hội. Tại vì sao? Mình đã sẵn sàng cho cái việc là có thể cái cơ hội này mình sẽ từ chối rồi, bởi vì mình đã chuẩn bị gì đâu, mình đã có kiến thức gì về nhiều viết đâu. Người ta viết yêu cầu là em viết đi thì mình viết theo bản năng. Người ta bảo là chị đang có rất nhiều sự lựa chọn khác thì nhưng mà nó là Hải đã nhận ra nó là cơ hội. Và thời điểm đó thì Hải cũng đã học, bắt đầu chỉnh chu học học viết lách một cách rất là chỉnh chu, và mình cũng bắt đầu luyện viết rất là chỉnh chu. Để 2 năm sau khi mà cái khi khi mà khi mà cái khi doanh nghiệp đó họ lại họ quay về họ họ tìm Hải thêm một lần nữa, họ bảo là chị rất ấn tượng, với chị có theo dõi, chị có à không à, sau đó một thời gian thì khi mà mình chính thức nghỉ thì mình có gửi cái đề nghị để có thể là hỗ trợ họ viết một vài bài trên blog, theo kiểu là mình sẽ hỗ trợ để giới thiệu cái dịch vụ viết của mình á. Và cái chị giám đốc phát triển đó, chị bảo là chị rất ấn tượng về cái sự phát triển đó của em. Nhưng mà lần đó họ họ đề nghị mình viết viết full time cho họ, nhưng mà mình từ chối. Thì nhưng mà sau 2 năm sau á thì họ lại tiếp tục quay trở lại và họ tìm kiếm mình thêm một lần nữa. Cái việc mà mình không từ chối, cái việc mà khi mình từ chối và mình cảm thấy nó không phải là một cái thất bại, và mình cảm thấy nó là một cái cơ hội, thì nó khiến cho mình là mạnh mẽ hơn để phát triển. Còn cái việc mà bị từ chối trong trong từ khi bắt đầu viết đến nay thì nó cũng khá là nhiều. Nhưng mà sau mỗi lần từ chối thì mình nhớ cái kỷ niệm mà mình khiến mình đau đớn nhất, đó là cái việc mà lần đầu tiên mình gửi báo, mình nỗ lực để viết để có thể gửi báo, và mình gửi đến mình soạn mình viết rất là nhiều bài, và mình gửi đến không biết số lượng bao nhiêu, hình như cũng phải 20 á, phải 20 trang báo á, theo kiểu là mình viết bài xong mình gửi, và mình bị từ chối hết, không có ai rep rep mail, hoặc là có người thì rep mail lại lịch sự rep mail và bảo là cái bài viết của bạn không phù hợp, và họ yêu cầu mình, họ gửi cho mình vài cái đề tài để mình viết đó. Đó, cái lần đó là cái lần đau đớn nhất, mà mình gục ngã mất 1 tuần, mình nằm im, mình không làm gì, mình vật vã đó, mình vật vã, mình đau khổ lắm. Nhưng mà sau đó trong cái khoảnh khắc đó mình nhận ra, mình đọc được một cái câu của Branson, đó là anh viết như thế này: không phải cái người thông minh là chiến thắng, không phải người thông minh là cái người thành công, mà là cái người lì lợm là cái người thành công.
Đó, cơ quan đó nó thức tỉnh mình vô cùng, và mình nghĩ ồ, lì lợm là bản chất của mình. Từ nhỏ giờ mình được mọi người trong gia đình bảo là mình rất là lì lợm, rất là bướng bỉnh đó. Và thì tại sao mà mình chỉ cần một cái cú ngã như vậy mà mình đã bẹp dí như vậy nguyên thần rồi, mình chỉ cần lì lợm thêm một chút xíu nữa thôi. Và đúng, chỉ cần mình lì lợm một chút xíu nữa thôi, sau cái thời gian mà mình gục ngã rồi thì mình bắt đầu tìm lại một vài mình tìm một người bạn khác để mình nhờ họ là feedback cái bài của mình, và mình nhờ họ hướng dẫn cho mình thêm về cái cách viết báo một chút xíu nữa đó. Và từ đó trở đi mình sau cái bài đầu tiên mình được nhận là những bài sau mình cứ thế mình làm thôi đó. Mình đã thử nhiều cái thể loại khác nhau và mình tự tìm cách mình làm, và đến thời điểm này thì hầu như viết báo nó không còn là một cái thử thách của mình nữa, mình viết rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng, hầu như viết bài nào biên tập viên họ cũng ok hết, chỉ trừ những bài bị trùng trùng chủ đề đó. Đó là như vậy đó. Nhưng mà nghe cái câu chuyện của chị thì em tính em thì cũng hay liên tưởng, em thường hay liên tưởng đến là cái chuyện của con bé con nhà em ấy. Ý là lúc mà nó vấp ngã ấy, thường nó rất là đau nhưng mà nó chỉ khóc một chút thôi rồi xong nó đứng dậy nó phủi quần áo, hoặc thậm chí là kể cả nó bị hôm qua nó bị ngã xong bắt đầu nó bị xước và chảy máu ấy, nhưng mà chỉ cần làm mẹ ra rồi xong bắt đầu là xem và sau đó dán cái băng ergo vào xong là nó lại đứng dậy, nó lại chơi tiếp và nó lại cười nói bình thường, và nó ngã rất là nhiều lần như thế. Thì đôi khi là con người thì chỉ cần là khi mà những cái cú ngã rất là đau như thế thì có thể là mình sẽ giải tỏa cái cảm xúc của mình, ví dụ như là khóc một chút, hay là ví dụ như là chị Hải là cho bản thân mình nghỉ một tuần, nhưng mà cuối cùng thì cái công việc đấy là mình cứ phải đứng dậy và mình tiếp tục bước đi, cuộc sống là như thế. Và nếu như mà mình cứ tiếp tục bước đi được như thế rất là nhiều lần, đôi khi rằng là có nhiều người thì mọi người bỏ cuộc nó hơi sớm quá, có những người là đang đang gần đến nơi rồi, đang chạm đến tay rồi, thì tự nhiên lại bỏ cuộc, thế nên là thành ra là phí mất. Nhưng mà nếu như mà cố gắng thêm một chút nữa thôi, kiên định với lại những cái gì mà chúng ta tin tưởng thì chắc là sẽ có được thành công. Thì em nghĩ rằng là ngoài cái việc rằng là bị từ chối thì em hỏi thêm chị một cái nữa mà em thấy rằng rất rất là nhiều các bạn học viên của em đối mặt và luôn luôn là trăn trở. Đấy là cái câu chuyện về cái việc là thế thì khi mà mình viết và mình chia sẻ những cái bài viết đấy cho cộng đồng một cách công khai thì mình rất là lo sợ là ở bị người khác phán xét. Đấy, người khác sẽ phán xét bài viết của mình, người khác sẽ nói mình thế này thế kia, thậm chí là nhiều người ví dụ như là mình khi mà mình chia sẻ thì ở lúc đầu mình có thể là chia sẻ với lại những người là người thân của mình chẳng hạn, bạn bè của mình chẳng hạn, nhiều người sẽ nói là tại sao mà kiểu đang chơi với một đứa như thế này thì tự nhiên nó lại lên nó chia sẻ những cái mà giống như kiểu là đang dạy đời mình, hay là giống lại như kiểu một cái gì đấy mà khiến cho họ cảm thấy là tự nhiên là mình đang có một cái điều gì đấy nó hơn người ta hay như thế nào đó. Sau đó mọi người cảm thấy rằng là như vậy thì nó sẽ ngăn cản họ là viết tiếp, bởi vì họ sẽ sợ là không thì chỉ là bị phán xét này, mà thậm chí là có thể là bị mất bạn, thậm chí là như thế bị mất bạn, bởi vì tự nhiên là cái con này nó quay sang nó viết rồi nó chia sẻ thế nọ thế kia, và người ta sẽ thấy rằng là ý kiến của hai người nó không giống nhau, bất đồng quan điểm vân 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 vân, thậm chí là mâu thuẫn sâu sắc nữa. Đấy thì đấy là một cái mà rất là nhiều người viết là sợ. Em nghĩ rằng là ở viết thì mọi người có thể viết được, nhưng mà để chia sẻ công khai đấy là một cái điều mà rất là quan trọng trong cái thế giới số hiện nay, là mình có bài viết mình viết thật là hay, nhưng nếu mình chả chia sẻ với ai thì đâu ai biết được là cái tài năng của mình đến đâu và như thế nào để mình có thể phát triển, để mình có thể thành công với nghề viết đâu. Thế thì làm thế nào để mà có thể vượt qua được những cái cảm giác như thế này thì chị đã trải qua chưa, và chị có cái cách giải quyết không ạ? Thực ra những ngày đầu Hải viết thì Hải cũng có nỗi sợ y chang vậy. Tức là mình cũng là cái người rất là nhút nhát trước đám đông, và mình sợ bị phán xét vô cùng. Đó. Nhất là mình chưa bao giờ thể hiện cái ý kiến của mình trước công chúng nữa. Đó. Và đặc biệt cái công chúng của mình là người thân nha. Cái công chúng là người thân đáng sợ, công chúng là người lạ. Chúng ta thường không dám thể hiện cái gì trước người thân hết. Thì bản thân Hải thì hiện tại Hải cũng không chia sẻ nhiều. Đó. Là một người viết nhưng Hải không chia sẻ nhiều, thậm chí là một cái người mà một một vài người họ họ vẫn công nhận Hải là một chuyên gia trong cái lĩnh vực giáo dục, nhưng mà Hải vẫn chia sẻ nhiều. Nhưng mà Hải chọn cái cách đó làm với cái phần mà viết ở trên xuất hiện trên cái nền tảng xã hội ấy, thì Hải sẽ tập dượt cái cảm giác mà để quen dần việc đó bằng cách là Hải sẽ chia sẻ những điều mà có thể là sẽ có những cách này này. Thứ nhất là mình sẽ viết cho
cho chính bản thân mình rồi. Và thứ hai nữa, mình sẽ tìm một cái group nó phù hợp với cái chủ đề đó, rồi mình viết trong đó, mình chia sẻ trong đó. Có rất nhiều cái group mà để bắt đầu cho để cho các cái viết bắt đầu á, và nó rất là an toàn, các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ ở trong đó mà không sợ cái sự phán xét nào hết. Thì thứ hai nữa là cái thời điểm như Hải hồi thời điểm mà Hải Hải bắt đầu cái sự nghiệp mà viết về giáo dục đó, thì Hải thành lập một cái group, Hải với các cộng sự thành lập một group về làm cha mẹ, nó có tên là anh như làm cha mẹ đó. Thì đó là một cái vòng tròn rất là an toàn, Hải có thể chia sẻ tất cả những cái vấn đề mà mình cảm thấy tâm đắc, mình cảm thấy viết, và nó là cái vấn đề mà mình nhận ra. Những bài viết của mình thì được các cộng đồng, các bạn, những người đọc trong cộng đồng đó họ họ ủng hộ, họ đọc rồi họ họ, họ ghi nhận, mà nó cũng giúp ích cho đối tượng độc giả đó, đúng của mình nữa. Còn cái việc mà thể hiện cái cá tính ở trên mạng xã hội ấy, thì nó cũng là cái điều mà tại vì chúng ta làm truyền thông mà, khi mà một người viết mà họ làm truyền thông thì cái việc xuất hiện trên mạng xã hội là cái điều mà không thể nào không xuất hiện được. Thì mình sẽ bắt đầu bằng những như Hải thì Hải sẽ bắt đầu bằng cách là ban đầu cũng sợ lắm, nhưng mà mình bắt đầu bằng cách là mình chia sẻ, mình viết những câu chuyện mà nó sao ta, nó mang lại cảm xúc đẹp cho mình và mang lại cảm xúc đẹp cho người khác. Tức là Hải tiếp cận một cách rất là nhẹ nhàng, nó không quá cái tiếp cận của Hải, cái cách nó có thể là cái phong cách của Hải từ xưa đến nay nữa, đó là mình không thích nói đau to bố lớn về một cái vấn đề nào đó. Vì vậy mà Hải sẽ tiếp cận rất là nhẹ nhàng. Những cái bài viết của Hải trên mạng xã hội trong cái thời gian đầu của Hải đa số là Hải chia sẻ câu chuyện của mình, câu chuyện mình dạy con, tại vì Hải viết về trẻ con mà, giáo dục trẻ mà, Hải viết về câu chuyện của chính mình, câu chuyện của trẻ con, của những đứa trẻ quanh mình, của những đứa trẻ của chính mình, và mình chia sẻ bằng tất cả cái sự nhẹ nhàng nhất có thể. Và thực ra cái việc viết thì đối với những người mới viết ấy, chúng ta có thể hoàn toàn có thể thể hiện quan điểm của mình bằng cách nói với người ta thấy rằng thì đây là câu chuyện của mình, đây là trải nghiệm của mình, và mình chia sẻ cho mọi người như vậy, chứ không phải là và mọi người có thể theo cách mọi người có thể hiểu theo cách là đây là câu chuyện cá nhân của cô ấy có một câu chuyện thú vị, có một câu chuyện đẹp và cô ấy chia sẻ, mình có thể tham khảo có hay không, chứ không phải là mình bắt buộc người khác là đây là quan điểm của tôi nè, bạn phải áp dụng, thì nó sẽ hoàn toàn không nha, nó sẽ rất phản cảm đó. Thì cái này nó liên quan đến đến cách viết, rồi cái giọng điệu của bạn khi mà bạn nói cho công chúng như thế nào á. Đó. Thì với những người mới bắt đầu thì mình nghĩ với những người hướng nội như chúng ta thì chúng ta cũng hầu như chúng ta cũng sẽ không thích làm lớn chuyện theo kiểu là viết mọi thứ nó khoa trương lên, mà chúng ta sẽ có cách tiếp cận nhẹ nhàng, tiếp cận từ những góc nhỏ của vấn đề, và chúng ta đưa ra thì sẽ có độc giả riêng đó. Ban đầu thì cũng sẽ ít thôi, nhưng mà dần dần mọi người cũng sẽ, cái cách viết của mọi người, cái giọng điệu của chúng ta nói, nó sẽ thu hút dần những người mà họ thích cái giọng điệu đó, thì họ sẽ thu hút dần những cái độc giả của riêng chúng ta. Và thì có hai cách như vậy, một là chúng ta sẽ chia sẻ trong group, thứ hai nữa chúng ta có thể bắt đầu bằng cái cách là mình đưa ra góc nhìn, nói với người khác đây là góc nhìn của mình, đây là câu chuyện của mình, bạn hoàn toàn có thể tham khảo đó. Và nhưng mà Hải thì Hải có một cách khác nữa, đó là khi mà Hải bày tỏ quan điểm và ý kiến, thì Hải sẽ không chọn cách là Hải phát biểu mạng xã hội đó, mà Hải sẽ viết bài trên báo chí, Hải viết bài, Hải đăng trên báo, Hải gửi cho báo chí. Thì cái việc mà mình đăng trên báo chí nó sẽ khiến cho người ta đọc vào và người ta có cái niềm tin là tự nhiên mình nói, mình phát biểu ở Facebook của mình thì người ta không tin nha, nhưng mình đăng báo một cái người ta bảo đúng rồi, cái cô này viết như vậy là đúng này đó. tự nhiên người ta tin, tự nhiên người ta thấy có một góc nhìn khác mình đi, và bài sau khi mà mình đăng lên thì người ta cũng sẽ tò mò là để xem cô này viết như thế vậy, rồi bữa trước cô viết cũng bài cũng hay hay, bữa sau đăng thì thử đọc xem như thế nào đó. Thì đó là cái cách mà mình sẽ xuất hiện từ từ, mình sẽ xuất hiện một cách khéo léo ở trên mạng xã hội đó. Xuất hiện trước công chúng, xuất hiện trước người lạ, và khẳng định giá trị của mình trước người thân nữa.
Khi mà Hải khi khi mà mình xuất hiện nhiều như vậy, khi mà xuất hiện một cái từ tốn và khéo léo như vậy trước công chúng, tự nhiên những người xung quanh mình họ có một cái nhìn khác của mình. Họ cái đội cái uy tín của mình trong mắt những người xung quanh mình á tăng lên, và nó cũng khiến mình cảm thấy vui hơn. Thì sau một quá trình viết 2 năm, 2 3 năm, thì mọi người, những người xung quanh của Hải họ có cái nhìn khác của mình, nó không phải là giống ngày xưa nữa. Chị nói rằng là cái cách của chị đấy là viết ở trên báo chí, nhưng mà em cảm thấy rằng là để viết ở trên báo chí nó cũng không phải là đơn giản. Có thể là chị đã làm được đấy, nhưng mà với những người khác thì cũng nó không 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 hề đơn giản để có thể là có được cái bài đăng báo. Và đặc Với lại biệt thực ra như thế này nữa này, Hải Hải nói bổ sung thêm một cái này nhé. Khi mà Quỳnh nói là báo chí nó là một cái việc gì đó nó không phải khó khăn, thì thực ra đó là suy nghĩ của Hải trong 10 năm trước. Hải là người viết văn nhưng Hải cực kỳ sợ viết báo, vì Hải nghĩ nó là một cái rào cản, nó là bức tường vô cùng lớn. Nhưng mà khi mình đặt chân vào đó rồi, thì khi mà Hải đã đặt chân vào họ đó rồi, Hải thấy à, cái chuyện nó không hề khó nha, chỉ là tự mình cảm thấy khó thôi, còn lại hoàn toàn chúng ta có thể làm được. Nếu như chúng ta có một lộ trình, chúng ta có một chiến thuật, chúng ta có lộ trình và chúng ta có kiên trì với cái mục tiêu đó. Nếu như bạn đặt mục tiêu là 5 tháng nữa tôi phải viết được một bài đầu tiên trên báo chí, thì mình nghĩ là khi bạn đặt một cái mục tiêu như vậy thì mình nghĩ, và bạn quyết tâm với cái mục tiêu đó ha, cái mục tiêu đó đúng và cái bạn đặt mục tiêu, bạn quyết tâm thì mình nghĩ là bạn sẽ tìm được cái cách để có thể làm được cái điều đó. Mình khác ở người khác ở chỗ là mình đã đặt mục tiêu, mình đã đặt mục tiêu và mình biết lý do vì sao mình cần đặt mục tiêu đó và mình quyết tâm thực hiện nó thôi. Còn thực ra cái việc báo chí nó không khó đến cái mức chúng ta vẫn nghĩ như vậy đâu. Đó là cái điều, đó là sự thật đó. thì cái câu hỏi của em đang chuẩn bị đưa ra ấy, thì chị Hải nói đấy, đấy là ví dụ như là đấy, khi mà chị nói rằng là đây bây giờ thì đang bây giờ chị đang nói là rất là dễ đúng không, thì bây giờ em sẽ muốn hỏi chị là bây giờ với những cái người mà mới bắt đầu, ví dụ như là bạn ấy đang làm một cái nghề hoàn toàn khác, chưa hề được đào tạo về viết lách, chưa hề có bất kỳ một cái kinh nghiệm gì viết lách, thì lộ trình nào cho những cái người đấy, để ví dụ như là bây giờ trả lời trước đi, là để có thể là có được một bài đăng báo, thì lộ trình nào dành cho họ, là các bước nó sẽ diễn ra như thế nào? Nó sẽ tùy vào hiện tại cái mức độ của bạn hiện tại đang như thế nào đó. Với những người mà họ chưa bao giờ viết lách thì cái đầu tiên đó là họ phải tập cho mình viết đúng đã. Đúng cái gì? Đúng câu, đúng ngữ pháp, đúng cấu, đúng cái, tức là diễn đạt đúng đó, là câu văn đoạn văn của họ phải phải đúng đã. Mình chưa nói hay nhưng mà phải đúng, tức là chấm phải phải đúng này, một câu như vậy, ngữ pháp của câu phải đúng tức là họ phải có cái cơ bản đó đã. Họ phải có cái cơ bản, họ họ phải có những kỹ thuật, những cái kỹ thuật vô cùng cơ bản, họ phải nắm chắc ngữ pháp. Nếu như bạn đã học xong ngữ văn lớp 12 và bạn pass qua được môn ngữ văn á, thì cái kỹ thuật đó là bạn đã có rồi đó. Thế nên á, hiện tại mọi người ở đây đang có được khả năng là viết cơ bản được rồi nha. Thì cái thứ hai đó là họ tập sẽ họ tập đến một cái giai đoạn thứ hai, đó là viết có chủ đề đó. Thì thay vì mình viết bậy bạ, mình viết lung tung, thì mình bắt đầu viết theo chủ đề. Cái bài viết của mình họ sẽ tập được cái giai đoạn là bài viết của mình phải chuyển tải một chủ đề, một thông điệp, một cảm xúc, hoặc là một cái ý nghĩa nào đó, nó phải có một cái đó. Rồi từ cái việc họ tập viết được rồi á, thì họ sẽ tập viết thứ ba, đó là bài viết của mình nó có dễ đọc không, dễ đọc không đó. Cái tính dễ đọc, nó cái tính dễ đọc nhiều người á, cái thời điểm mà Hải bắt đầu viết á, Hải viết rất là sướng tay luôn, nhưng mà Hải nhận xét là bài viết của bạn giống sách giáo khoa quá. Có nghĩa là mình tin là mình viết đúng, mình tin là mình viết như vậy ok rồi, và hầu như ai cũng tin như vậy á, tại vì viết rất dễ, nhưng mà viết dễ đọc nó lại rất là khó nghe. Viết rất dễ là mình có thể viết ra tất cả mọi thứ, nhưng mà người ta có đọc được hay không, người ta có hiểu cái ý của mình hay không, và người ta có thích khi mà đọc cái bài đó, đọc được một đoạn trên đầu rồi, người ta có muốn đọc tiếp phần hai không đó, nó lại vô cùng khó. Thì cái bước mà luyện viết làm sao cho nó dễ đọc đó, là cái bước khó nhất đó. Cái chuyển từ cái việc viết được sang viết dễ đọc là Hải có một cái hành trình. Viết được là Hải đã viết cả mười mấy năm nay rồi nha, còn viết dễ đọc là Hải phải luyện tập luyện tập luyện tập rất nhiều á. Viết dễ đọc
khi mà bạn đã viết dễ đọc rồi thì viết viết khi mà bạn viết dễ đọc rồi, có thằng bài viết của bạn đúng, thứ hai nữa có chủ đề, có cảm xúc, và thứ ba nữa dễ đọc, thì nó chính là cái tiêu chí của báo chí đó. Tiêu chí của báo chí rất đơn giản, bài viết của bạn dễ đọc đó, nó có thông điệp và dễ đọc, thì thậm chí là cái câu chuyện của Hải kể trên báo chí nó cũng vậy. Khi mà Hải kể là một câu chuyện tình cảm của người khác nha, thì cái yếu tố quan tâm của người ta đó là cái bài viết của bạn, khi mà người ta đọc vào, người ta có, thậm chí là nếu như mà bạn quan sát nha, bạn mua một tờ báo và bạn quan sát, bạn cảm thấy là những bài viết ở trên báo chí nó không hề quá là nó không quá đào to búa lớn, mà nó rất là, cái vấn đề cận nó rất là nhỏ đó, và cái cách truyền tải câu chuyện của người viết nó cũng rất là nhẹ nhàng. Thì nó là tiêu chí như vậy đó, nó là cái lộ trình như vậy đó. Bạn phải luyện tập làm sao đó, khi mà bạn đã viết được rồi, viết đúng và viết được rồi, thì hãy luyện tập cho bài viết của mình trở nên dễ đọc nhất có thể. Vậy thì là sẽ có những cái bước như vậy, thì em sẽ hỏi thêm chị một chút là, thế thì cái với những cái người mới bắt đầu như thế, thì chị ước tính rằng là nếu như mà họ thực sự là chú tâm vào trong cái việc viết và họ phát triển kỹ năng của viết của mình, thì đến bao lâu thì họ sẽ có thể là đạt được đến cái mức độ đó? Đạt đến mức độ nào? Mức độ dễ đọc hay là mức độ dễ đọc? Nó sẽ coi câu hỏi này khó đó, vì là nó sẽ phụ thuộc vào sao ta, ý chí của từng người. Thế thì với chị đi ạ. Từ cái lúc mà chị, tức là bình thường thì ai cũng đã có cái mức cơ bản rồi, và chị thực ra đã viết rất là nhiều rồi, và sau đó thì chị sẽ phải luyện từ cái việc là viết cơ bản sang là cái việc là viết dễ đọc. Và tức là cái hành trình của chị giống như kiểu chị lấy luôn là cái mốc hành trình của chị là khi mà chị bắt đầu và chị có được cái bài đăng đầu tiên ở trên cái một tờ báo đi, thì thường là sẽ mất bao lâu? Tại vì em thấy mọi người rất là hay quan tâm đến cái vấn đề này, bởi vì mọi người cũng rất là muốn rằng là thế thì sau bao lâu thì tôi sẽ được cảm giác như là giống như ở đó một cái đầu tư ấy, và khi tôi đầu tư vào đấy thì khoảng bao nhiêu lâu sau để tôi có thể thu lại được lời. Em cảm giác là như thế, em nhận được khá là nhiều câu hỏi như vậy, nên là em thực ra đây không phải là câu hỏi của em, mà em nghĩ rằng là em hỏi cái này thì có thể là có những bạn sẽ quan tâm đến cái vấn đề đó. Hải cũng tin là câu hỏi này nhiều quan tâm. Nếu như đối với Hải, từ cái lúc mà Hải bắt đầu nghĩ, từ cái lúc mà Hải nhận ra bài viết của mình nó khô khan, nó nhàm chán, nó sẽ trôi qua, đến cái thời điểm mà Hải viết và Hải được chấp nhận, tức là cái bài viết của Hải trở nên nó nhẹ nhàng, nó dễ đọc hơn đó, thì là 6 tháng. 6 tháng đó là hành trình mà Hải tự nhận ra, nó hoàn toàn là không có thầy hướng dẫn, mà Hải tự nhận ra là bài viết của mình dở quá, đọc xong mình tự chán đó, mình không biết được. Sau đó là Hải bắt đầu tìm cách, Hải bắt đầu đi hỏi người này hỏi người kia, Hải học, Hải tìm cách để có thể là làm cách nào để có thể thay đổi là mọi thứ đó. Và đó là cái hành trình Hải tự học, thì là 6 tháng. Còn nếu như mà bạn có một người kèm cặp và hướng dẫn, nó có thể rút ngắn hơn. Hãy nghĩ là khoảng nửa hành trình hoặc là 2/3 hành trình, có thể tùy từng bạn, tùy từng nỗ lực, tùy sự nhảy bén của chính bạn nữa. Bây giờ em sẽ hỏi chị một cái câu nữa, đấy là em nghĩ rằng là cũng khá nhiều người sẽ quan tâm. Thực ra thì trong một cái buổi workshop này, hai chị em cũng không thể chia sẻ được hết tất cả những cái bước từng bước chi tiết một, giống như kiểu là thì ngày này thì bạn làm gì, ngày kia bạn làm gì, thậm chí là mình có thể cho mọi người viết về cái chủ đề gì như thế nào, và mình nhận xét mọi người và mình đưa ra cái cách là với bạn thì bạn sẽ phải thế này thế kia để bạn có thể là phát triển được. Nhưng mà mình có thể là đưa ra được những cái định hướng em nghĩ là mang tính chất tổng quan nhất. Thì cái câu hỏi tiếp theo nữa là em muốn hỏi là, thế thì bản thân em thì em nhận thấy rằng là ngoài cái việc viết ấy, mà để thành công hơn với cái nghề viết thì nó không chỉ đơn giản là chị chỉ trau dồi mỗi cái kỹ năng viết, chị sẽ còn phải trau dồi rất là nhiều cái kỹ năng khác nữa, đặc biệt là ví dụ như là mình cũng phải có kiến thức về cái chủ đề chuyên môn mà mình đang định viết, hay là mình cũng sẽ phải có một số những cái kỹ năng bổ trợ khác để khiến cho cái bài viết của mình được tốt hơn, hay là thậm chí là đưa được cái bài viết của mình, hoặc là làm thế nào để có thể giao tiếp và khiến cho cái bài viết của mình có thể là lên được báo chẳng hạn, ví dụ là như thế. Thì đâu là những cái kỹ năng cần thiết nhất theo như chị thấy dành cho những cái người mới bắt đầu trong cái giai đoạn đầu tiên mà mọi người cần phải trau dồi? Tức là ở thời điểm này á, hãy cái kỹ năng để có thể sống bằng nghề viết, nói chính xác hơn là sống bằng nghề viết đúng không? Cái kỹ năng để sống bằng nghề viết đúng không? Phải không Quỳnh? Vâng.
Câu hỏi của em cứ cứ cho là như vậy, tại vì em nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ quan tâm đến cái việc đấy, tức là ví dụ như là kể cả là mình có muốn là đăng được báo đi chẳng hạn, ví dụ như là lúc lúc mình nói lấy cái ví dụ lúc mục tiêu lúc nãy thì cũng là để mình có thể là sống và phát, tức là phát triển nghề viết và sống được với nghề viết. Thì để sống được với nghề viết á, tại vì nghề viết nếu như bạn chỉ có mỗi mà viết lách thôi thì nó vẫn là chưa, nó tất nhiên sống với nghề viết thì cái chuyên môn đầu tiên đó là chuyên môn viết là vẫn hàng đầu. Bạn vẫn phải có kỹ năng về chuyên môn này và nó phải là cái thế mạnh của bạn, nó phải là cái thứ mà bạn có kỹ năng, bạn có chuyên môn đó. Thì bên cạnh cái kỹ năng chuyên, bên cạnh cái kỹ năng chính và kỹ năng viết ra, thì để sống được nghề viết thì bạn cần phải học thêm về marketing đó. Phải hiểu về tư duy marketing này, rồi phải hiểu được là content marketing, phải hiểu được về content marketing đó. Thậm chí là không chỉ hiểu nữa mà bạn phải luyện tập, bạn phải viết, bạn phải thực hành nó nữa cơ, nó không phải hiểu nữa, nhưng mà bạn phải biết về những cái đó, tư duy marketing, content marketing, kỹ năng sale nữa. Kỹ năng sale, với mình không nói kiến thức về sale nữa nha, kiến thức rồi nhưng mà bạn phải thực hành nó để nó trở thành cái kỹ năng, từ việc học đến việc thực hành là bạn phải có thời gian đó. Và một cái nữa, tất nhiên trong cái tất cả công việc thì bạn phải thiết lập cho mình các mối quan hệ, đó là điều hiển nhiên luôn rồi. Phải thiết lập các mối quan hệ, những người viết ngang hàng với mình hay là những cái viết có kinh nghiệm hơn mình đó. Rồi quan hệ với những người mà họ có thể mang lại công việc của mình, ví dụ như là các doanh nghiệp trong lĩnh vực mà mình định hướng tới, ví dụ như Hải là người viết về giáo dục đi, thì Hải sẽ kết nối với những người mà họ làm CEO trong các trong học viện hay là trong các trong các trường đó. Rồi thêm một cái nữa, đó là khi mà bạn viết rồi thì bạn cần phải biết về tư duy thiết kế này, rồi biết về công nghệ đó. Phải có tư duy thiết kế, phải biết công nghệ. Ít nhất là bạn phải biết là khi bài viết của mình viết ra thì mình cần chọn hình ảnh như thế nào, nó phù hợp với cái bài viết này. Hay là khi mà thiết kế một hình ảnh thì mình cần phải thiết kế cái gì trước, cái gì sau, hay là cái bố cục như thế nào, mình cần phải biết. Và cái về công nghệ, cái công nghệ để mình làm chủ công nghệ thì mình sẽ cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Còn không nữa thì nó sẽ là một cái rào cản. Ví dụ như là công nghệ để đơn giản là chỉ để mình làm chủ cái trang web của mình thôi, hay là công nghệ chỉ để mình làm chủ cái fanpage, cái trang Facebook của mình, hay cái trang blog của mình thôi đó. Đơn giản chỉ là mình biết những kỹ năng đó để mình làm chủ công việc của mình mà mình không bị lệ thuộc vào những người khác đó. Còn nếu như bạn không biết thì cũng được, không biết thì cũng được, không biết thì bạn có thể là, ví dụ như không biết công nghệ thì bạn có thể thuê một cái dịch vụ khác đó. Hay không biết thiết kế thì bạn thuê một cái dịch vụ khác. Nhưng mà với những người khởi nghiệp, với những người bắt đầu thì cái việc mà làm chủ nó có ý nghĩa rất lớn, nó khiến cho bạn tiết kiệm hơn được rất nhiều đó. Và nó cũng giúp cho bạn không cảm thấy sao ta sợ hãi, thậm chí là nó sẽ là một cái để nó tạo động lực cho bạn nữa. Khi bạn biết thêm những cái đó là nó sẽ hỗ trợ cho bạn phát triển rất là dễ dàng. Trong số những cái kỹ năng mà chị nói thì em sẽ để ý đến cái kỹ năng mà em nghĩ rằng là sẽ gặp khó khăn nhất đối với lại những cái người mà hướng nội như chúng ta. Đấy là cái kỹ năng giao tiếp, kết nối và mở rộng mối quan hệ, mà đặc biệt nó lại là một cái kỹ năng rất là quan trọng đấy, để có thể phát triển nó hơn. Thì cái có thể là nói là lời khuyên hoặc là cái chia sẻ của chị về cái vấn đề là phát triển cái kỹ năng này dành cho những cái người hướng nội thì nó sẽ là có được những cái điểm như thế nào mà cần lưu ý, hoặc là có được chị đã có được những cái kinh nghiệm gì chị có thể chia sẻ với mọi người về cái vấn đề này được không ạ? Thực ra thì kinh nghiệm Hải cũng không có gì to tát hết, và nó cũng không có gì gọi là kỹ thuật hết trơn, tại vì nó là cái thứ rất là tự nhiên thôi. Với những người mà với những cái viết mà họ có kinh nghiệm hơn thì mình kết nối để mình học hỏi kinh nghiệm của họ thôi. Tức là mình thấy những người họ giỏi hơn, họ có đặc điểm gì đó khiến mình yêu mến, thì mình sẽ kết nối với họ để mình học thêm, xem là anh này chị này có thể mình học được cái gì của họ thôi. Hay là những người bạn mà họ cùng xuất phát điểm giống như mình á, thì đơn giản là mình thấy tính cách của họ hay là có cái điểm gì đó họ đáng yêu thì mình kết nối với họ để mình có thể là gì, mình kết nối với họ để mình xem, đầu tiên là mình xem là bạn này đang làm gì vậy thôi. Rồi
Bạn này đang làm gì? Bạn này có làm giống mình hay là mình có làm gì giống bạn thôi? Nó là cái copy giống như mình để có thể là cái việc mình kết nối như vậy xong rồi mình không có nói chuyện quá nhiều mà chỉ là một vài những cái tương tác nó rất là riêng tư thôi, nó cũng có thể tạo mối quan hệ rồi đó. Thì Hải, quan điểm của Hải vẫn là cái gì ta, bạn cùng tần số với ai thì tự nhiên bạn sẽ hút được người đó rồi. Những mối quan hệ của Hải phát triển nó cũng hoàn toàn rất phù hợp với tính cách của Hải, nên Hải cũng cảm thấy rất là enjoy với nó. Thậm chí là những người quản lý nha, những người mà họ chuyên gia trong cái lĩnh vực của Hải á, thì Hải cũng rất enjoy với những mối quan hệ của họ luôn. Vì ví dụ như là những người mà họ 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 phát triển rất là mạnh nhưng mà họ có những cái đặc điểm khiến mình cảm thấy yêu mến và ngưỡng mộ, thậm chí là mình thương họ nữa, thậm chí là mình kết nối sâu sắc mới, mình thương, mình thấy câu chuyện của họ, mình thương họ nữa, thì mình kết nối với họ đơn giản là vì yêu mến đó. Đơn giản là mình ngưỡng mộ, mình yêu mến họ thôi, chứ tất cả mọi thứ nó đến xuất phát từ bên trong, nó chân thành, nó thì tự nhiên mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, không có gì phải gồng lên hết á. Hải có rất là nhiều những mối quan hệ là các anh các chị mà họ 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 sao ta họ họ có cái sự nghiệp rất là dày trong cái lĩnh vực giáo dục. Ví dụ như là anh Lê Đình Hiếu là một trong những người 30 thanh niên, một trong những người được xướng tên là thanh niên trong cái bảng Forbes gì đó đó. Và anh ấy cũng là những người rất là giỏi, anh ấy là một người trong những người rất là giỏi vừa hoạt động xã hội. Anh ấy mở một cái trường cho trẻ câm điếc đó. Và một trường hoàn toàn miễn phí cho trẻ câm điếc, và Hải yêu mấy cái tính cách đó của anh ấy, thì Hải kết bạn, Hải nói chuyện, Hải hỗ trợ nữa, Hải hỗ trợ anh ấy nữa, và nó trở thành một cái network, một cái kết nối nó khá là chặt chẽ. Và chính vì vậy mà anh ấy rất thích làm việc với Hải, và anh ấy muốn đợt vừa rồi anh ấy có ngỏ lời là mời Hải về làm leader cho cái dự án của anh ấy, nhưng mà đến bây giờ thì cái dự án nó vẫn đang trong quá trình là đang xây dựng chứ chưa bước vào thực hiện. Thì thực cái câu chuyện của Hải vẫn là mình là người hướng nội, mình ít nói, mình không thích thể hiện, thì cũng có những người tương tự như vậy. Thực sự là cái tính cách của mình như thế nào á, thì tự nhiên mình sẽ thích kết nối với những người tương tự, và cũng có thể vì vậy khi mà mình chia sẻ những điều rất là thật lòng ở trên 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 trang cá nhân của mình, cá tính thật của mình trên trang cá nhân, thì cũng sẽ có những người họ thích cái cá tính đó, họ kết nối lại với mình thôi. Nó là như vậy, nó cũng không có gì là gọi là kỹ thuật hay là không có gì nó to tát quá. Nhưng mà có thêm một cái nữa mà cái này Hãy được dạy nha. Hãy học một cái lớp Communication Reason và hãy được dạy đường hoàng luôn. Đó là thầy 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 của Hải có nói là nếu như muốn kết nối với ai đó thì sẽ có cách như thế này. Đó là mình sẽ cho họ biết là mình sẽ cho họ biết là mình đang mình sẽ giúp đỡ họ, mình sẽ tìm cách giúp đỡ họ, thì sẽ có lúc là họ sẽ chú ý và họ họ giúp đỡ lại mình nữa. Đó. Thì cái nói tức là có nghĩa là mình có kết nối qua về với nhau á, kết nối qua lại với nhau á, thì Cho có thể là mình thể giúp hiện đỡ ra sao? họ trong một vài cái gì gì đó rất là nhỏ nhặt thôi, nhưng mà nó tạo ra một cái dấu ấn, nó tạo ra một cái dấu ấn, và tự nhiên họ cũng yêu quý mình thôi. Vâng, thì nói chung là em cũng hiểu được đấy, nghe em nói là như khi chị nói như vậy thì em nghĩ rằng là nó sẽ là cái mà mình sẽ cho đi trước, và nói chung là mình sẽ bắt đầu cho đi bằng chính cái sự chân thật, chính cái sự chân thành của mình, nói chung là kết nối xuất phát từ trái tim đúng không? Kiểu dạng như vậy. Đúng, sắp từ trái tim. Và cái việc mình thể hiện con người của mình trên mạng xã hội nữa kìa, nó cũng cá tính của mình như thế nào á, thì mình cũng có thể thể hiện như vậy, thì nó tự nhiên sẽ có cái người yêu mến con chính con người thật của mình thôi đó. Và mình cũng không kỳ vọng một người họ không yêu con người thật của mình họ lại kết nối với mình ha, mình không kỳ vọng, tất cả chúng ta đều không kỳ vọng điều đó ha. Đó. Nên là khi mà kết nối với ai đó thì mình cũng mong muốn là họ có thể là hiểu, họ có thể chấp nhận, họ có thể yêu thích một cái góc cá tính nào đó trong con người của mình. Nên là mình thể hiện chân thành, tự nhiên mình có kết nối chân thành thôi. Vâng, thì nói chung là em cũng nghĩ rằng là trong những cái gì mà chị chia sẻ thì em cũng đã hiểu rõ hơn được về cái hành trình của chị này, những cái khó khăn mà chị đã trải qua ở trong cái quá trình là phát triển cái sự nghiệp viết lách với tư cách là một người hướng nội, thậm chí là có những lúc chị không nhận ra nhưng mà chị có những cái đặc điểm như vậy và chị cũng đã gặp những cái khó khăn đấy, và thực sự là chị đã vượt qua nó.
và chị cũng đã đạt được đến những cái thành tựu như ngày nay. Đấy thì cái cuộc nói chuyện vừa rồi với chị thì em đã hiểu rõ hơn được những điều đó, và em hy vọng là chắc là các bạn thì cũng đã có thể là hiểu thêm phần nào so với lại cái thời điểm bắt đầu lúc trước, 1 tiếng trước chúng ta mới bắt đầu gặp chị Hải thì có thể là chưa hiểu được rõ, thì bây giờ có thể là cũng đã hiểu rõ hơn được phần nào về hành trình của chị Hải với tư cách là một người viết hướng nội rồi, những cái khó khăn mà chị gặp phải, cái cách mà chị đã trải qua. Thì em nghĩ rằng là với những cái câu hỏi của em ấy thì có thể là đôi khi nó có tính chất hơi chung chung một chút và nó cũng không mang tính chất cá nhân, thì bây giờ em sẽ rất là mong là mọi người có thể kết nối với chị Hải này để chia sẻ cái câu chuyện của mình này, và có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chị Hải để có thể là có được những cái câu trả lời mà nó có thể là nói chung là nó dành cho mọi người đấy, nó dành cho chính bạn, tức là nó mang tính cá nhân hơn đấy, thì sẽ giúp bạn là có thể là giải quyết được một cái vấn đề nào đó, một cái khó khăn nào đó nhất định ở trên cái hành trình mà bạn đang gặp phải. Em cũng có nhận được khá nhiều những cái câu hỏi từ các bạn đăng ký workshop, thì trước hết là em muốn là các bạn tham gia cái workshop này một cách trực tiếp thì các bạn sẽ lên tiếng trước, sau đó nếu không thì chúng ta sẽ cùng lựa chọn một vài những cái câu hỏi đã được các bạn đăng ký để lại, chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi đấy xong. Đấy thì em xin mời các bạn có thể là, một là các bạn có thể giơ tay, hai là các bạn có thể là tự unmute cái mic của mình lên và các bạn có thể tự đặt câu hỏi với chị Hải một cách chủ động. Mọi người có cái vấn đề gì ở trên cái hành trình của mình ấy, em biết rằng là những cái người mà như kiểu là hướng nội như chúng ta thì thường là ở trong những cái buổi workshop ấy thì em cũng thấy rất là rõ là thường là mọi người rất là ngại khi trao đổi trực tiếp, đôi khi thì các bạn sẽ có thể là chat đấy, thì nếu như mà các bạn ngại thì các bạn cũng có thể chat, các bạn cũng có thể chat để có thể là mình có thể đọc được cái câu hỏi của các bạn, và sau đó thì mình có thể là hỏi chị Hải để chị Hải có thể trả lời, cái cách nào cũng được. Em mời chị Thắng ạ. Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Hải. Rất là cảm ơn Quỳnh đã tổ chức cái buổi gặp mặt ngày hôm nay để mình có cơ hội gặp hai người bạn của mình. Quỳnh Vâng. thì mình đã biết lâu rồi và cũng tham gia một lần Quỳnh host là khách mời của một cái chương trình của bên chị Linh. Bữa Dạ nay vâng. là gặp Hải. Hải là một cái người viết về giáo dục và một cái mạng mà mình cũng đang viết. Nãy giờ là mình có hai câu hỏi muốn hỏi Hải, thì là trong quá trình trò chuyện thì mình đã tự giải đáp được rồi. Thì bây giờ còn một cái câu hỏi nữa là hồi nãy Hải nói là cái đoạn mà mình viết từ cơ bản xong rồi đến cái viết cho mà người đọc, người ta muốn đọc ấy, dễ đọc ấy, để dễ đọc ấy, thì mình cũng đã viết báo 11 năm rồi. Nhưng mà mình viết về cái mảng chuyên môn của mình đó, nên là khi mình viết nó rất là nhẹ nhàng, rất thoải mái. Nhưng mà khi mà chuyển sang cái lĩnh vực giáo dục ấy là mình hoàn toàn là không biết là viết như thế nào, bởi vì mình không phải là chuyên ngành về giáo dục, chỉ là vì yêu giáo dục quá, thích quá mà đi làm thôi, chứ còn chuyên ngành của mình không phải như thế, nên mình rất khó để bắt đầu, tức là cái cách tiếp cận cái vấn đề ấy. Như Hải nói là viết làm sao để cho người đọc, người ta thấy dễ đọc đó, thì mình không phải là người chuyên ngành ở đấy, nên là khi mình nhìn các cái vấn đề giáo dục ấy thì mình nhìn nó không có được, tức là giống như kiểu là mình sẽ không nhìn được vào cái trọng tâm luôn đó. Cái này là mình đối chiếu sang cái chuyên môn của mình ấy, tại vì khi mà mình tìm một cái đề tài trong cái chuyên môn của mình là mình nhìn cái ngành mình ra ngay. Nhưng mà trong giáo dục thì bây giờ mình đang bắt đầu ấy, mình cũng đang bắt đầu để luyện tập để viết bài đăng báo ở mạng giáo dục ấy đó, nên là mình muốn hỏi là mình làm thế nào để mình tiếp cận cái vấn đề, cái chủ đề của mình này, rồi xong mình làm sao để chọn được cái điểm sáng trong đấy. Như Hải nói hồi nãy là mỗi một bài viết thì nó chỉ có một 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 cái điểm nhỏ thôi, nó không phải là một cái đao to búa lớn đấy, thì làm sao tìm được, thứ nhất là cái chủ đề, thứ hai nữa là điểm sáng, cái thứ ba nữa là mình sẽ bố cục cái bài viết nó như thế nào cho với cái mảng giáo dục ấy. Cảm ơn câu hỏi của Thắng. Mình đã thấy cái báo, tại vì nó có một cái lý do như thế này. Báo chí nó là bám sát đời sống. Báo chí tức là nó phản ánh hết mọi thứ trong đời sống luôn. Nó phải là cái cuộc sống đang diễn ra thì nó mới là câu chuyện báo chí. Thì bên viết giáo dục cũng vậy. Để có thể viết được bên để có thể viết được bên 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 một bài báo ở bên giáo dục đó, thì cái chất liệu đầu tiên nó cũng phải lấy từ cuộc sống.
nó cũng phải là nó xảy ra trong 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 xung quanh chúng ta. Thì chúng ta để có thể tìm ra được vấn đề thì chúng ta sẽ phải quan sát. Trước đó thì Thắng viết về chủ đề gì? À, mình là chuyên ngành về luật À, luật nên à. là mình sẽ tiếp cận ở góc độ là luật. Thì chúng ta sẽ phải quan sát cái quan quan sát cái vấn đề giáo dục nó đang trong cuộc sống là như thế nào. Nó không phải là câu chuyện là ví dụ như là hôm nay có một đứa trẻ tự tử, hay là hôm nay có một cái gì đó rất là hot xảy ra mạng xã hội. Nó đôi khi không phải là như vậy, mà cái quan sát ở đây là những cái nó đang diễn ra hàng ngày ấy. Ví dụ như là một cái thói quen nào đó mà hiện tại trẻ nó đang gặp phải này, hay là một cái vấn đề gì đó mà những đứa trẻ xung quanh của mình á, nó đang có mà mình thấy nó có vấn đề đó. Thì cái việc quan sát cộng với cái việc là chuyên môn, mình có chuyên môn trong lĩnh vực đó nữa, thì mình sẽ dễ bật ra được cái vấn đề, mình thấy được cái sự khập khiễng vấn đề, thì đó chính là cái chất liệu để mình có thể làm tạo ra một cái bài báo. Muốn viết thì đâu phải để rồi trong cái đó mình sẽ có quan điểm nữa. Mình từ cái góc nhìn của chuyên môn này, từ cái mình quan sát được cái điểm tựa của chuyên môn và cái quan điểm riêng của mình, nó có ba yếu tố như vậy. Tức là khi mình muốn chọn đề tài thì đầu tiên phải quan sát cái cuộc sống là đúng không? Quan sát mà những cái ví dụ như là mình đang thích viết về cái mảng giáo dục cho trẻ con ấy, thì mình sẽ quan sát các cái hành vi thói quen rồi những cái mà biểu hiện của trẻ con đúng không? Rồi xong rồi là mình sẽ nhận ra, tức là nhiều đứa trẻ nó sẽ có những cái mô típ chung ấy, thì mình sẽ nhận ra những cái mô típ đấy và sau đó thì mình phải tự phân tích đúng không? Phân tích cái mô típ đó thì nó sẽ có cái ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển của trẻ. Xong rồi mình sẽ cân nhắc cái đó đó đối với cái những cái kiến thức giáo dục mà mình đã được học, đúng không? Rồi sau đó mình sẽ lại tự rút ra cái quan điểm của mình đối với cái vấn đề đấy. Thì với một cái bài giáo dục mà viết đăng báo dạng thông thường, ví dụ bây giờ mình cứ nói trực tiếp là giống như trường hợp của Hải đi, thường thì sẽ viết là nó khoảng bao nhiêu từ ở trong đấy để mình có thể là phân bổ cái nội dung ấy. Một bài báo thông thường thì tầm khoảng 1.000 đến 2.000, 1.200 từ. Bài báo nó chỉ có từng đó thôi. Và đối với những cái dạng báo mà báo theo kiểu là không phải là cái dạng báo nữa, mà hầu hết nha, hầu hết tất cả các bài viết trên báo chí nó có câu chuyện ở trong đó. Cái việc mà bạn quan sát như thế nào và bạn đưa cái những điều bạn quan sát vào trong trong bài viết, nó chính là cái câu chuyện. Thì cái yếu tố câu chuyện đó nó sẽ tạo ra cái sự hấp dẫn, cũng như là cái tính dễ đọc cho người ta đó. Ngoài cái việc bạn diễn đạt câu chuyện nó như thế nào, hay là bạn dùng từ nó có ra gần gũi hay không á, thì cái yếu tố câu chuyện nó sẽ tạo ra cái sự gần gũi, nó sẽ tạo ra cái yếu tố dễ đọc đó. Hầu Là như nói ngoài ngoài cái việc giáo dục ra thì hầu như viết về chủ đề nào nó cũng cần câu chuyện hết. nên mình cũng muốn hỏi Hải luôn ở cái chỗ là tức là mình có câu chuyện rồi nhưng mà bây giờ mình làm sao đó để mình kể cái câu chuyện đấy. Đó là mình đang đang hơi bị khó trong cái kỹ năng mà kể câu chuyện ấy. Tức là mình nghe câu chuyện đó mình thấy rất là hay rồi nhưng mà cái cách mà mình để đưa cái câu chuyện đó từ trong cuộc sống vào qua cái lăng kính của mình rồi xong lại đưa ra đến cái chỗ bài viết và để cho cái câu chuyện đó nó đến được với mọi người nó dễ hơn ấy. Thì làm hiện tại bây giờ mình đang bị cái chỗ đấy. Tức là khi mình kể ra thì nó đang hướng một cái gì đó mà nó chưa đến được với người đọc hoặc Thì là mình cảm thấy khó khăn. như Hải nói lúc nãy đó, thì cái câu chuyện nha, chất liệu câu chuyện kết hợp với cái việc làm cái góc nhìn của mình như thế nào, và thứ ba nữa cái nền tảng về 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 cái nền tảng khoa học đằng sau đó, cái nền tảng tức là cái triết lý đằng sau đó nữa. Triết lý là ví dụ như là trong trong cuộc sống thì có triết lý cuộc sống, còn trong giáo dục thì nó là cái yếu tố về chuyên môn đó. Còn cái việc kỹ năng như thế nào á, mình cần phải luyện tập. Ví dụ như là cũng như làm bánh vậy đó, bột, nước, rồi đường, các nguyên liệu. Nhưng mà để có thể là tạo ra một cái bánh ngon đó, thì không phải là lần đầu tiên mình có thể làm được, mà mình phải làm rất nhiều lần, mình phải luyện tập rất nhiều lần, nó mới có thể tạo ra một chất liệu nó vừa dẻo, nó vừa có cái độ phồng,
nó vừa đủ gia vị trong đó. Tức là các kỹ năng này mình cần phải luyện tập. Yếu tố là như vậy, yếu tố câu chuyện, cái cảm xúc, cái góc nhìn cá nhân của mình và cái dựa trên cái triết lý, cái triết lý chung. Nhưng mà ba cái nguyên liệu đó nó nhào trộn như thế nào, nó được vận dụng như thế nào thì nó cần cái sự luyện tập của mình, nó cần cái sự luyện tập của mình rất nhiều thời gian đó. Đó. Mình phải viết đi viết lại đó. Rồi mình đọc, rồi mình gửi cho người khác đọc, nhìn đó. Mình đem đi mình so sánh với, mình so sánh với một vài những bài viết theo cái hình thức đó tương tự trên những bài báo đã đăng đó. Cảm ơn Hải. Thêm có hỏi nữa. Ở cái chỗ là mình bây giờ cũng là 1 năm qua thì mình cũng bắt đầu vào nghề viết rồi, thì năm ngoái thì mình may mắn là mình kiếm được một công việc nó viết, tức là mình vừa bắt đầu cái thì mình có một cái cơ hội là mình không phải đi kiếm cái công việc. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái công việc của mình nó không được tốt nên mình cũng đang muốn đi kiếm một cái công việc để mà viết đấy. Đó thì như hồi nãy Hải nói là sẽ kết nối với các cái tổ chức giáo dục ấy, thì thực sự ra là mình bây giờ mình cũng chưa biết là nên bắt đầu kết nối ở những cái khu vực nào hay là cái mạng nào đấy ở bên giáo dục á. Tức là cái khu vực nào mình có thể tìm được những cái kết nối đó. Đó Thực ra thì như thế này, Thắng hiện tại đang làm giáo dục nhưng trong giáo dục nó có rất nhiều ngách nhỏ. Hiện tại ngách của Thắng là viết về cái gì? Thắng xác định được chưa? đang viết về cái là phát triển bản thân ấy. Phát triển bản thân cho trẻ, Cho phụ nữ và trẻ em. cho phụ nữ và trẻ em. Trẻ em ở độ tuổi nào? Mình tính là từ cấp 1 đến cấp 2. Thì cái thực ra là như thế này, khi mà mình đã xác định được cách rồi á, thì mình sẽ là khi mà mình xác định được rồi á thì mình sẽ làm viết nhiều về cái lĩnh vực đó. Mình sẽ có một cái, mình sẽ xây dựng, gọi là mình xây dựng thương hiệu của mình về cái lĩnh vực đó để cho người ta nhận diện là đây Thắng là một cái người viết cái lĩnh vực này đây đó. Như Hải làm thì Hải sẽ có một cái website. Và khi mà Hải show cho mọi người biết về cái, ngoài cái việc chia sẻ Facebook, ngoài cái việc group, thì cái website đó nó sẽ là giống như một cái hồ sơ cá nhân của mình, để khi mà họ, khi mà mình muốn gửi hồ sơ doanh nghiệp thì họ sẽ có một loạt bài để họ có thể tham khảo, là họ biết là cái bạn này viết về chủ đề, cái sự am hiểu của bạn này về chủ đề như thế này này, cái kỹ năng viết của bạn này về cái chủ đề này nó như thế này này đó. Nó là một cái hồ sơ rất là tốt để cho để doanh nghiệp sẽ đánh giá bạn. Thì hiện tại các khách hàng của Hải họ họ toàn là họ tự tìm đến, một là qua Facebook hay là từ cái website của mình, họ tự tìm đến là chủ yếu, chứ Hải không có gửi hồ sơ. Nhưng mà thời điểm bắt đầu của Hải á, thì Hải gửi email cho các doanh nghiệp và đề nghị họ là mình thấy mình xem website của họ có những cái lỗ hổng, có những lỗ hổng, mình thấy cái website của họ có những cái lỗ hổng nội dung, và mình đề nghị họ là mình có để mình có thể đề nghị là tôi thấy là đây website của bạn cần có những bổ sung như thế này này, nó phù hợp cho cái tệp đối tượng, cho tệp khách hàng của bạn này đó. Và mình gửi email cho họ, tôi có thể là viết miễn phí cho bạn trong 1 tháng về cái chủ đề này đó. Đó thì đó là cách để mình giới thiệu bản thân. Một số doanh nghiệp thì khi mà mình đề xuất như vậy thì họ cảm thấy là họ họ rep mail lại là cái đề xuất rất là tốt, và họ muốn trả phí ngay, chứ họ không cần mình làm free nữa. Cái này hay quá ha, giờ mới biết. Đó là hai cái đó. Thực ra là hồi trước đi làm mình cũng có áp dụng một cái, tức là đi làm chuyên môn của mình ấy, nhưng mà giờ tự nhiên sang cái nghề viết cái tự nhiên kiểu cảm giác là mình bị sang một cái ngã rẽ khác ấy, rồi xong là mình lại không phải là tập trung vào cái đi tìm một cái doanh nghiệp cụ thể để mình làm á, mà mình muốn làm tự do, nó có rất là nhiều cái bối rối ở trong đấy. Như bây giờ Hải nói cái này mới nhớ là hồi xưa khi đi mình đi xin việc làm mình cũng nói là ồ mình cũng có cái tâm nguyện đó là ai ai thuê tôi làm không tôi cũng làm luôn á. Không Giờ mới phải nghĩ tôi ra. làm không, không cái tư tưởng đó không phải là ai thuê tôi làm không đâu, mà là đây là tôi đang giúp cho doanh nghiệp của bạn này, tôi là cái người có đây, bạn phải chuẩn bị một cái profile, nó chuẩn bị một cái hồ sơ cá nhân nó chỉnh chu, trong đó là đã, trong đó là có cái website hay có một cái blog của bạn đã chứng minh bạn là bạn là người có khả năng viết về chủ đề này, và bạn có thể viết tốt về chủ đề này rồi. Lúc đó bạn nói với doanh nghiệp là tôi thấy doanh nghiệp của bạn đang có những cái lỗ hổng trong nội dung như thế này này, và tôi nghĩ tôi có thể mang lại cho bạn một cái giải pháp đó, và mình giúp họ thôi. Đó không phải là mình làm không công, mà là mình đang giúp họ.
mình đang mang một cái giải pháp cho họ nha. Nào, ok, làm rõ thêm cái ý này. Ok, rất là biết ơn Hải về cái chỗ này, các cái câu hỏi, câu trả lời của Hải với những chia sẻ của Hải. Hy vọng là sau này có thể đồng hành cùng với Hải nhiều nữa để còn học hỏi và tương tác nhiều. Cảm ơn Hải, cảm ơn Quỳnh, cảm ơn mọi người nhiều nhé. Em rất là cảm ơn câu hỏi của chị Thắng á, cảm ơn cái chia sẻ của chị Hải. Thực ra thì em cũng không phải là một người làm trong lĩnh vực giáo dục, thế nên là cũng không thể nói được gì nhiều như là chị Hải có thể chia sẻ với chị Thắng. Nhưng mà em là một cái cây viết cũng đã trải qua những cái khoảng thời gian là mình đã khởi nghiệp độc lập, mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình, nên em cũng có nói muốn nói một vài điều với lại chị Thắng cũng như là toàn bộ các bạn ở đây. Thứ nhất là em thấy rằng là khi mà mọi người mới bắt đầu viết ấy, thì có thể là mọi người sẽ rất là chú tâm vào cái việc là mọi người sẽ nghĩ rằng là mình viết hàng ngày này. Nhiều bạn nói với em là chị ơi, em nghe được rất là nhiều lời khuyên là mình cứ viết hàng ngày, ví dụ như là mình sẽ làm thế nào để luyện mình viết là viết tốt hơn này, mình viết câu cú các thứ cho nó đàng hoàng hơn. Nhưng mà em thấy là mọi người sau đó thì một thời gian này các bạn bảo là em đã viết rất là nhiều rồi nhưng mà sao không thấy có cái gì cả. Em thấy mọi người quên một cái việc đấy là để mà có thể viết được ấy, viết nó là một cái mà em mường tượng đấy là một cái output, tức là một cái sản phẩm đi ra. Và khi mà mình để mà mình ra được output thì mình sẽ phải có input, tức là mình sẽ phải có đầu vào, mình sẽ phải có kiến thức, mình sẽ phải có những cái trải nghiệm, mình sẽ phải có những cái suy nghĩ về cái vấn đề đó thì mình mới có thể là đưa ra được. Thế nên là ngoài cái việc bạn dành thời gian ví dụ như là 30 phút một ngày để viết thì bạn cũng phải dành một cái thời gian như thế, tầm khoảng 30 phút để bạn có thể tìm hiểu về cái chủ đề mà mình định viết, chủ đề mình theo đuổi, cộng với cái việc là mình sẽ phải là tìm hiểu sâu hơn nữa về cái kiến thức chuyên môn của mình. Em lấy ví dụ như là bây giờ chị Thắng là một cái người mà theo đuổi cái lĩnh vực giáo dục chẳng hạn, thì chị cũng sẽ phải dành một cái thời gian như thế mỗi ngày đấy, 30 phút để chị có thể đọc đọc những cái gì, có thể là đọc những cái follow những cái người mà đang làm trong cái lĩnh vực đấy và làm như thế nào. Không chỉ là mình follow, mình có thể tương tác với họ, tức là tương tác là mình like bài viết của họ, mình ủng hộ bài viết của họ, mình comment ở phía dưới. Đấy cũng chính là một cái cách để mình có thể là bắt đầu xây dựng được cái sự nhận diện ở trên mạng xã hội, mà không phải cần là mình phải viết bài, không cần mình làm bất kỳ một cái gì khác. Mình comment ở phía dưới, mình không phải là chỉ comment bài viết hay, mà có thể mình sẽ comment thêm là ví dụ như là về những cái bài viết của bạn ấy thì mình có thêm một cái cách như thế này nữa mà bạn cũng có thể thực hiện chẳng hạn. Đấy cũng là một cái cách. Đấy, ngoài ra nữa là khi mà mọi người học đấy thì mọi người sẽ phải là không phải là giống như kiểu là mọi người dành thời gian làm mạng xã hội, thì thường em thấy mọi người thường hay có cái tư duy giống như kiểu là mọi người chỉ có tiêu thụ đấy, consume content, tức là mọi người cứ người ta gọi là scroll, người ta gọi là dooming scrolling, có nghĩa rằng là lướt cho như kiểu là đến ngày tận thế, tức là lướt không cần quan tâm đến cái vấn đề gì cả, lướt mà không cần phải suy nghĩ về bất kỳ một cái gì. Em nghĩ là không nên, mà với mỗi một cái bài viết ấy, người ta đã viết, những cái người mình follow hoặc là những cái blog mà mình đọc hoặc là bất kỳ một cái gì đấy, thì mình cố gắng là khi mà mình đọc thì mình cũng sẽ tự tóm tắt lại cái bài viết của mình, tự suy nghĩ ra được là à, thế với những cái bài viết như vậy thì cái take away của mình ấy, tức là cái mà mình có thể rút ra được và mình áp dụng vào trong cuộc sống của mình là gì, thậm chí mình còn áp dụng vào trong cái cuộc sống của mình nữa, thì mình bắt đầu mới có những cái insight nó hay hơn này, nó thú vị hơn này, những cái điểm đặc biệt để mình có thể chia sẻ ở trong bài viết của mình. Chứ còn nếu như mà bản thân mình cứ cắm đầu cắm cổ vào viết không á, mà mình không có bất kỳ một cái hoạt động gì để có thể là nâng cao được cái trải nghiệm cũng như là những cái kiến thức của bản thân ấy, thì em nghĩ rằng là cái bài viết của mình nó cũng sẽ không thể là hay được đấy. Ngoài ra nữa thì em thấy rằng là cái việc như là chị Hải có chia sẻ về cái việc rằng là mình tạo một cái portfolio ấy, thực sự là nó rất là hay và thú vị đi. Đấy, nhưng mà có những cái mà em nghĩ rằng là mình có thể là tạo những mối quan hệ mà ngay tại cái thời điểm mà mình đang hiện tại mình đang có này này. Đấy, mình sẽ suy nghĩ xem là có những cái mối quan hệ nào mà mình cũng có thể là tận dụng mà mình có thể là xây dựng và phát triển được cái thương hiệu của mình. Ví dụ như là chị Thắng và chị Hải quen biết nhau thì hai người vẫn có thể là chia sẻ với nhau hàng ngày, giới thiệu với nhau về những cái lĩnh vực mình đang làm, và nếu mà chị Hải thấy có cái gì mà hợp lý với lại cái ngành chị Thắng đang theo đuổi thì chị Hải có thể giới thiệu cái cơ hội đấy cho chị Thắng, và ngược lại. Thì đấy cũng là cái cách mà em cũng thường xuyên sử dụng. Thực ra bản thân em thì em cũng biết cái cách mà ví dụ như chị Hải nói là gửi email cho các doanh nghiệp, thường ở bên nước ngoài họ hay gọi là cold outreach, kiểu dạng như vậy. Nhưng mà bản thân em thì em thấy rằng là cái cách mà khi mà mình chia sẻ là mình đang viết về một cái vấn đề gì đó mà mọi người thấy cái phù hợp, mọi người chia sẻ với mình ấy, thì nó nhanh hơn rất là nhiều. Bản thân em được giới thiệu những cái công việc viết ấy đều là qua như thế.
đấy đều là qua là ví dụ như là mọi người biết rằng là ở Quỳnh là hay viết bài phỏng vấn ấy, thế nên là có những cái bài tờ báo hoặc là các thứ có cái nhu cầu tuyển dụng về phỏng vấn thì hầu như là mọi người sẽ hỏi em là ở thầy có viết không, các thứ vân 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 vân. Em nghĩ rằng là cái việc mà hai chị kết kết nối với nhau và chia sẻ những cái cơ hội đấy dần dần lan tỏa lên thì cũng là một cái cách rất là hay ở trong cái quá trình phát triển bản thân của mình. Em nghĩ rằng là có một cái nhỏ nữa mà em muốn nói là em nghĩ rằng là cái ngách phát triển bản thân dành cho phụ nữ và trẻ nhỏ ấy, em nghĩ nó vẫn hơi hơi rộng, có thể thu hẹp lại một chút thì tốt. Ok ạ. Một cái câu hỏi dành cho chị Hải đấy là một bạn có hỏi chị lúc nãy em vừa nhìn thấy đấy là em nói các báo thì thường ưu tiên những cái cộng tác viên cũ nên các bài phải đặc sắc mới lạ thì mới có cơ hội được đăng bài hoặc chờ xét duyệt rất là lâu, thì chị có chia sẻ gì cho người mới định làm cộng tác viên giáo dục không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Trang. Chị thì chị chưa đúng là cái cơ hội cho những người mà tại vì cộng tác viên báo chí thì nó rất là đông. Đó. Cái lực lượng cộng tác viên báo chí nó rất là đông. Nhưng mà theo chị cảm nhận thì hầu như là các trang báo họ vẫn luôn cần bài. Chị cảm nhận là như vậy. Và thậm chí là họ cần những bài chất lượng. Vì vậy mà cái việc mà mình ngoài cái việc mà bài viết mình đặc sắc á, bài viết mình có góc nhìn đặc sắc á, và cách viết chuyển cái viết hay á, thì nó được nhận là đương nhiên rồi ha. Nhưng mà bên cạnh đó thì những bài viết mà nó dễ, nó có thể dễ đăng cho những người mới á, thì nó có thể là những bài về chân dung nhân vật. Đúng là về chân dung nhân vật. Thực ra là cái chất liệu xung quanh đời sống nó có rất là nhiều ha. Như 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 hiện tại như 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 mình đây thì chân dung nhân vật, khi mà trước khi mình chưa làm báo thì mình nhìn cuộc sống, mình có thể nói là mình nhìn cuộc sống bằng con mắt rất là sao ta, nhìn nhưng mà nhìn mà không thấy, tức là mình nhìn mà mình không thấy những người xung quanh của mình. Nhưng mà khi bắt đầu mình viết báo rồi, mình bắt đầu nhìn thấy được cái cuộc sống của mình sâu sắc hơn, những người xung quanh của mình một cách sâu sắc hơn, và mình nhận ra những người xung quanh mình họ có rất là nhiều câu chuyện, họ có nhiều câu chuyện đáng để kể. Ví dụ như câu chuyện tình yêu, cái đây một thời gian rất là ngắn mình viết câu chuyện tình yêu của cái bà hàng xóm đó. Và đi du lịch thì mình đi, khi mà đi du lịch cái đây mình cái đây mấy tháng mình đi du lịch miền Tây thì mình nghe câu chuyện của một cái chị đó, là của một cái chị đó mà mình nói là chị có muốn em kể giúp câu chuyện của chị không, và họ xin số điện thoại Zalo để kết bạn, để sau này mình có thể làm mình phỏng vấn. Về bởi vì đi chơi đi du lịch mà mình đi đâu có thể ngồi và ngồi, người ta cũng có công chuyện mà mình đâu có ngồi để phỏng vấn ngay đó một tiếng hai tiếng đồng hồ được đâu. Thế nên là kết nối Zalo với nhau để có thể là liên hệ lại hỏi câu chuyện nó một cách rõ ràng hơn để viết đó. Tức là chất liệu cuộc sống rất là nhiều. Bạn có thể phỏng vấn chân dung nhân vật, và những cái bài viết mà có về câu chuyện về sự đời thực việc thực á, rất là dễ đăng, rất là dễ đăng. Thứ hai nữa là cái dạng thứ hai nữa là phỏng vấn báo chí về một cái góc nhìn nào đó, về một cái vấn đề nào đó, phỏng vấn những người có chuyên môn đó, về một cái góc nhìn, về một cái vấn đề gì đó, thì những cái bài đó nó dễ đăng lắm. Một cái vấn đề thứ ba nữa đó là câu chuyện cá nhân của bạn, góc nhìn cá nhân của bạn về cái vấn đề đó. Thì để viết được câu chuyện cá nhân hay góc nhìn cá nhân thì có thể là mình sẽ cần có một cái độ sâu sắc nhất định đó, thì nó cũng khó hơn hai cái chủ đề trước, đó là viết về chân dung nhân vật, viết về kể về câu chuyện của nhân vật, hay là phỏng vấn. Không biết Trang có câu hỏi gì thêm không, Trang có muốn hỏi gì thêm không? Các bạn có câu hỏi gì thêm không? Em muốn chia sẻ thêm một chút đấy là thực ra thì những cái gì mà chị Hải nói thì em nói chung là em không biết về cái vấn đề là viết báo hoặc là viết giáo dục. Bản thân em thì em có cái cơ hội là cộng tác với Her, một tờ báo về phụ nữ thì cũng đã lâu rồi đấy. Bản thân em thì em là một cái người mà thực sự là rất là thích sự tự do. Em không thích là làm thuê cho người khác, em không thích là viết bài cho người khác, em chỉ thích là xây dựng cái sự nghiệp của riêng mình thôi. Tức là mình viết cho độc giả, cho khán giả của mình và cung cấp những cái sản phẩm dịch vụ của mình. Đấy, thế nên là đấy là cái con đường mà em lựa chọn mà em đi. Thì có một cái điều mà em nhận thấy rằng là thường các bạn mà muốn bắt đầu khởi nghiệp với việc viết ấy, thì mọi người thường hay là sẽ suy nghĩ đến cái việc rằng là mọi người sẽ viết báo hoặc là viết bài thương, viết thương mại hoặc là viết cái gì gì đó cho người khác.
Và khi mọi người quá chú tâm vào cái việc đó thì mọi người quên mất rằng là mình sẽ có một cái cách như chị Hải nói lúc nãy. Đấy là không chỉ là mình chỉ chú tâm vào cái việc là ngày nào mình cũng viết, ngày nào mình cũng gửi đi, mà mình hãy chú tâm là vào cái việc đầu tiên, đấy là đầu tư vào bản thân mình trước hết. Mình sẽ phải xây dựng được cái thương hiệu của bản thân mình bằng cách là gì? Mình có thể là gửi bài cho họ, nhưng mà trong cái khoảng thời gian đấy thì mình có thể là tự trau dồi thêm những kiến thức kỹ năng của mình tự tạo cái danh mục portfolio của riêng mình tự tạo những cái bài viết của riêng mình về cái chủ đề mà mình yêu thích dành cho độc giả của mình nói lên cái tiếng nói của mình. Thì đấy là một cái cách mà em nghĩ rằng là dần dần khi mà mình có thể làm được điều đó ấy, thì mình có một cái chỗ đứng nhất định, và khi những người khác, kể cả là những cái người mà có thể đem lại cơ hội cho mình, những cái doanh nghiệp như chị Hải nói, họ nhìn vào ấy thì họ có thể nhìn thấy rất là rõ là thế cá tính của người này như thế nào, cái năng lực của người này như thế nào, cái cách thể hiện của người này như thế nào, và họ cảm thấy rằng là đây là người phù hợp chẳng hạn. Thì đôi khi nó lại là cái chiều ngược lại, không phải là mình đi nói với họ rằng là tôi muốn cộng tác hay tôi muốn giúp đỡ, mà họ lại là người tìm đến mình, họ sẽ nói rằng là tôi muốn cộng tác với bạn bởi vì cái giá trị mà bạn theo đuổi. Thì em nghĩ rằng là với cái câu hỏi của Trang này, đúng là em sẽ, nếu như là em thì em sẽ không đưa ra được cái lời gợi ý như chị Hải, nhưng mà em sẽ nói với bạn rằng là thay vì là nếu như mà bạn cứ tập trung quá nhiều vào cái việc là mình gửi đi rất là nhiều rồi xong đầu là bị từ chối chẳng hạn, hoặc là mình cố gắng chen chân vào với cái sự cạnh tranh rất lớn của rất là nhiều những cái bạn khác cũng muốn tham gia vào cái đó, thậm chí là khá là nhiều những cái người mà em không biết báo như nào, nhưng mà với những cái bạn mà làm freelance chẳng hạn, các bạn có thể là viết một cái bài không công hay là viết những bài với những cái giá ví dụ như là chỉ 50.000 hoặc 100.000, thì thay vì mình làm cái đó, mình sẽ cố gắng là lựa chọn, tức là mình có cái tư duy chủ động, mình lựa chọn cái người mà mình muốn cộng tác, ví dụ như đó là cái doanh nghiệp mình cộng tác, thì mình thực sự là nghiên cứu họ, mình thực sự là làm thế nào để tìm kiếm được những cái cách mà có thể giúp họ là tạo ra những cái nội dung tốt hơn, và mình chỉ có thể là ví dụ như là chọn một hoặc là đến ba người chẳng hạn để mình cố gắng là tập trung mình xây dựng, mình viết bài gửi cho họ, nhưng bên cạnh đó thì mình cũng sẽ phải xây dựng được cái thương hiệu cá nhân của riêng mình bằng cách là mình sẽ viết những cái bài viết của mình thể hiện ra đó, chứ không phải là mình cứ suốt ngày đi gửi bài xong cuối cùng không được thì lại thế này thế kia. Thì đấy là cái góc nhìn của em. Còn đương nhiên là về cái phần mà chuyên môn thì em không thể nào bằng chia sẻ được bằng chị Hải. Đây chỉ có một cái bổ sung như thế này nè, tức là bạn Trang hỏi về cộng tác viên mảng giáo dục á, thì chị muốn nói thêm một cái này như thế này. Giáo dục nó có một cái đặc thù, viết về giáo dục nó có một cái đặc thù, nó rất là khác với các lĩnh vực viết khác. Nó hoàn toàn khác với cái việc viết về kiến trúc, viết về du lịch, viết về ẩm thực, nó hoàn toàn khác ha. Tại vì một bài viết giáo dục mà nếu như mà người viết về giáo dục mà muốn có được cái, muốn khẳng định cái uy tín đó, thì cái việc xuất hiện trên báo chí hay có những tác phẩm liên quan đến báo chí, sách, e-book đó, nó có ý nghĩa rất là lớn. Nó sẽ giúp cho người đọc phân định được đâu là cái luồng thông tin mà bạn cần đọc. Tại vì nếu như viết giáo dục mà viết về giáo dục, nếu như một bài viết sai, một bài viết không có uy tín á, thì nó sẽ nó một bài viết không có uy tín hoặc một bài viết sai á, thì nó sẽ có tác động không chỉ là ở một người, nó không chỉ có tác động một người, và nó không chỉ có tác động ngay thời điểm đó, mà nó có ảnh hưởng rất là lâu dài. Đó, vì vậy mà khi mà các bạn viết về giáo dục và các bạn đăng cái sản phẩm của mình, có một bài viết báo chí hay là có bài viết xuất bản ở sách đó, thì nó có ý nghĩa là gì? Cái quan điểm giáo dục của bạn, những cái quan điểm giáo dục của bạn, hay là những cái tư tưởng, những cái định hướng giáo dục mà bạn đang follow đó, nó hoàn toàn phù hợp với xu hướng của xã hội, và nó hoàn toàn là cái xu hướng tích cực. Nó không phải là cái hiện, tại vì hiện tại viết về giáo dục nó có rất là nhiều. Và thậm chí những người tay ngang họ viết về giáo dục á, thì những người tay ngang họ viết về giáo dục và họ khó có được độc giả là vì cái lý do như vậy đó. Tức là có rất là nhiều xu hướng, có rất nhiều. Ví dụ như giáo dục sớm cho trẻ chẳng hạn ha. Quỳnh cũng là cái người có em bé rồi, hoặc là những người mà có, nhưng mà có em bé sẽ rất hoang mang đứng trước cái việc là mình nên cho ăn dặm con theo cách nào, hay là mình dạy con theo phương pháp nào. Nó có rất là nhiều luồng thông tin luôn. Đó. Thì những người làm giáo dục, những người mà viết về giáo dục, họ phải có trách nhiệm là gì? Để chứng minh cho độc giả thấy là gì, những gì tôi viết ra là có uy tín. Đó. Cái đó nó không phải là mình đi theo để mình nỗ lực để mình làm cho doanh nghiệp, mình nỗ lực mình chạy theo một cái gì đó để thuyết phục doanh nghiệp, nó không phải là một cái mặt đó nữa, mà nó là cái trách nhiệm để mình chứng minh cho độc giả thấy là gì. Tôi là người đáng tin, những điều tôi nói là những điều đáng tin đó,
bạn 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 có thể yên tâm để có thể là follow tôi, bạn có thể yên tâm để đọc những bài viết của tôi. Đó là như vậy, nó không nó nó có cái đặc thù nó hơi khác so với những lĩnh vực khác. Đó là lý do mà khi bắt đầu viết một cái là Hải đã đặt mục tiêu là Hải sẽ viết sách và viết viết về viết 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 nhiều báo, chứ Hải ít viết ở mạng xã hội là vì vậy đó. Nó có rất là nhiều ý kiến trái chiều. Đây chị muốn hỏi Quỳnh với Hải là đã từng viết về cái gọi là phỏng vấn đấy, thì chị muốn hỏi là cái kỹ năng phỏng vấn, nó khi viết một bài phỏng vấn thì mình cần những cái yêu cầu gì? Yêu cầu gì hả? Tức là để làm sao để viết được một bài phỏng vấn, nó đơn giản, nó là để làm sao để viết một bài phỏng vấn, tức là mình biết có con người đó rồi, có câu chuyện đó rồi, cái tức là mình sẽ đã hình dung ra được cái câu chuyện về người ta rồi, nhưng mà làm sao để đặt được những cái câu hỏi, hay là mình làm sao để mà hoàn thiện một cái bài viết phỏng vấn để mà có thể gửi cho người ta đăng được. Cái này á, thì nếu như nói chỉ bằng một hai câu thì nó cũng không có đủ, tại vì cái kỹ năng viết phỏng vấn nó rất là phức tạp, nó tùy thuộc vào cái này. Nếu như Quỳnh chia sẻ được, Quỳnh cũng viết phỏng vấn đúng không? Quỳnh chia sẻ được thì Quỳnh có thể chia sẻ thêm với Thắng. Còn như góc nhìn của Hải thì nó không phải là câu chuyện có thể nói được một hai lời, mà nó cần có cái sự, nó cần cái có sự luyện tập. Ví dụ như là bạn phải xác định được là cái bạn muốn phỏng vấn về vấn đề gì đó. Từ cái việc là bạn muốn phỏng vấn vấn đề gì thì bạn sẽ dẫn dắt được câu chuyện, bạn sẽ biết là cách đặt vấn đề, cách phát triển vấn đề như thế nào, câu hỏi chủ chốt là gì, câu câu nào sẽ là cái câu nào sẽ là cái câu bổ sung đó, rồi kết bài như thế nào. Tức là nó là một cái quá trình mà mình sẽ xác định xem cái vấn đề mình muốn truyền tải cho độc giả là gì đó, những ý mình cần truyền tải là gì, từ đó mình đặt ra câu hỏi phỏng vấn cho người ta. Đó, nó như vậy thôi. Còn cô Quỳnh có chia sẻ thêm không? Thực ra thì bản thân em là khi lúc đầu viết bài phỏng vấn, bởi vì em nghĩ rằng là cái bài phỏng vấn thì sẽ giúp cho một cái người hướng nội như em có thể bước ra được cái vùng an toàn của bản thân ấy. Thế nên là em theo đuổi cái dạng bài phỏng vấn này, và em thấy nó thực sự là tuyệt vời, bởi vì là khi mà em đã đi được khoảng hơn 2 năm về cái việc là xây dựng sự nghiệp tự do từ viết lách, và đặc biệt là những cái thu nhập mà em kiếm được từ cái việc này thì hoàn toàn là từ việc là bán các cái sản phẩm dịch vụ của mình, mà không phải là đi làm cho bất kỳ một người nào khác. Thì em cảm nhận được là có một cái cách mà có thể giúp cho người hướng nội có thể là phát triển được, đấy chính là cái sự cộng tác và kết nối đấy. Thay vì là nếu như mà thực sự là chị không xuất hiện ở trên mạng xã hội, hoặc là chị không làm bất kỳ một cách nào khác, thì em nghĩ là cái sự phát triển nghề nghiệp thì nó sẽ thông qua cái sự cộng tác và kết nối, giống như em và chị Hải đang làm như này này. Đây là một cách cộng tác, và khi em học thì nó sẽ gọi là audience hacking. Có thể là chị Thắng đã biết em từ trước không biết, nhưng mà chị Thắng thì thực thực sự là đã theo dõi chị Hải rất là lâu rồi đấy. Nhưng mà khi chị Hải chia sẻ thì bắt đầu là chị Thắng tham gia workshop này, và có thể là sẽ biết được hơn nhiều về hơn về em, và hiểu hơn về em, và có thể là sẽ trở thành một cái độc giả của em, có thể là theo dõi cái trang của em chẳng hạn. Nó cũng sẽ là một cái dạng kiểu dạng như thế. Thế nên là tương tự như thế thì em muốn nói là cái bài interview ấy nó cũng sẽ đem lại cho mình rất là nhiều những cái hay. Đấy là cái việc là mình kết nối được với lại những cái người mà mình phỏng vấn, mình học hỏi được cái tư duy của họ, và mình mở ra được những cái cơ hội cho bản thân mình. Thế nên em đã lựa chọn cái bài đấy, và đặc biệt là nó mang lại cho em cái sự gọi là bước ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân, bởi vì với mỗi một cái người phỏng vấn thì thực sự là rất là sợ luôn. Đấy, có những cái bạn mà em kết nối là nó phải thông qua một cái connector khác, tức là người quản lý của bạn ấy, rồi mới đến bạn ấy. Và em sợ rằng là thì không biết thì mình kết nối với bạn ấy thì bạn ấy có đồng ý phỏng vấn với mình không. Thực ra lúc đấy là em cũng có một cái gọi là đấy là tôi đã làm cho tôi là cái phóng viên của báo Hơ, nhưng mà thực ra tờ báo Hơ lúc đấy, cái trang Hơ Phụ Nữ đấy là thực sự là hoàn toàn mới, hầu như là chưa có một cái lượt truy cập nào. Lúc em làm là mới luôn, chị mới bắt đầu khởi động cái trang Hơ đấy thôi, thế nên đôi khi người ta cũng chả biết là Hơ là ai là cái tờ báo như thế nào. Thế nên là em có kết nối và một số người thì từ chối, nhưng mà rất là may là có những cái người mà họ chấp nhận. Thì cái điều đầu tiên ấy, em nghĩ rằng là như chị Hải nói, đấy là cái điều rất là đúng, đấy là mình sẽ phải viết về chủ đề gì và như thế nào rồi. Thì thực ra em thấy rằng là đối với tất cả các cái loại hình viết thì lúc nào em cũng sẽ đặt ra ba câu hỏi cho bản thân là viết cho ai, viết về cái gì, và thông điệp muốn chia sẻ là gì. Đấy là luôn luôn là nó sẽ có cái như thế. Tuy nhiên thì bài phỏng vấn nó sẽ khó hơn, tại vì nó sẽ liên quan đến người khác, và nó sẽ liên quan đến cái kỹ năng kết nối. Đầu tiên ấy, khi mà em bắt đầu nghĩ đến cái chủ đề đấy thì em lại còn phải biết rằng là thế thì ai sẽ là người phù hợp với lại cái chủ đề đấy, ai là cái người mà mình sẽ kết nối để phỏng vấn. Và khi mà mình lựa chọn cái nhân vật đấy thì mình sẽ phải tìm hiểu về họ
tức là mình sẽ phải dành thời gian ra tìm hiểu lục tung nào là mạng xã hội của họ này, blog của họ này, bất kỳ cái kênh nào mà có họ xuất hiện, những cái bài báo mà họ đã được phỏng vấn, để em có thể là nói chung là hiểu hơn về cái người đó, và sau đó thì em mới có thể là viết cái email đấy. Thì nó lại liên quan đến kỹ năng viết email đó, làm thế nào để họ chấp nhận, vân 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 vân, đấy rất là dài. Sau đó khi viết email thì lại kết nối connect và nói chuyện với họ, nó sẽ liên quan đến kỹ năng là ở thế khi mà mình phỏng vấn mình nói chuyện như thế nào, rất là nhiều những kỹ năng khác nữa đấy. Thì em nghĩ rằng là cái này thì em sẽ chưa có thể chia sẻ thêm trong một cái buổi khác nữa, tại vì là bây giờ cũng khá là muộn rồi đấy. Thì nếu như mà mọi người có cái câu hỏi nào nữa dành cho chị Hải thì mọi người có thể đặt câu hỏi luôn, hoặc là em có thể là sẽ gửi, em có một cái nhóm Zalo riêng dành cho các cái workshop của The Introvert Writer và A Better You, một cái nhóm của em, thì em sẽ gửi lại cái đường link Facebook của chị Hải để cho mọi người có thể là kết bạn với chị Hải này và đặt những cái câu hỏi trực tiếp để nhận được những cái lời tư vấn trực tiếp của chị Hải. Cộng với việc rằng là hôm nay thì có những cái bạn mà đặt câu hỏi ấy, thì đấy là chị Thắng này và bạn Trang này, đấy, đấy thì các bạn cũng sẽ có cái cơ hội nhận được, thứ nhất là cái buổi tư vấn 30 phút miễn phí của chị Hải, cộng với một cái nữa là voucher 200.000 cho các cái dịch vụ sản phẩm của The Introvert Writer. Em sẽ có các cái khóa học làm blog, khóa học về viết lách và các cái dịch vụ đồng hành 1:1, thì mọi người cũng có thể nhận được cái voucher này. Em sẽ gửi lại cho mọi người cái mã này, nếu như mọi người có nhu cầu sử dụng thì có thể sử dụng ạ. Đấy, thì không biết là mọi người có còn cái câu hỏi nào dành cho chị Hải không thì mọi người có thể đặt, còn nếu không thì em nghĩ rằng là chúng ta sẽ để cho chị Hải chia sẻ một vài những cái chia sẻ cuối để có thể kết thúc cái buổi workshop ngày hôm nay. Thực ra mình thấy buổi workshop đó là một quà rất là bất ngờ. Nhưng mà mình không thông báo trước từ đầu á. Đó là mình muốn chọn và đồng hành với một bạn. Mình muốn tặng một cái chương trình đồng hành với một bạn trong vòng 21 ngày. Để đồng hành cùng với các bạn phát triển câu chuyện viết lách của chính bạn ấy. Thì trong quá trình 21 ngày đó thì mình sẽ hỗ trợ vừa làm coaching cho bạn ấy về cái việc là mình sẽ chọn ngách như thế nào, hay là bắt đầu câu chuyện viết của mình ra làm sao, và tùy theo level của các bạn ấy có thể là hỗ trợ bạn ấy một vài những cái cơ bản hoặc nâng cao. Nếu như bạn đang ở mức cơ bản thì mình sẽ hỗ trợ mức cơ bản, và nếu như đã qua cái phần cơ bản rồi mình sẽ hỗ trợ nâng cao. Thì ngày hôm nay thì cũng không có nhiều bạn đặt câu hỏi, chỉ có Thắng và Trang thôi. Thế nên là mình sẽ tặng luôn cho cả hai bạn về cái chương trình này. Thắng và Trang sau rất là nhiều. Chương trình này thì Thắng và Trang sau chương trình này thì có thể là liên hệ lại với Hải ha, để mình có thể bàn kỹ hơn về cái vấn đề này. Thì đây là cái chương trình hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho các bạn ha. Hy vọng là có thể giúp Thắng và Trang có thể phát triển tốt hơn trong điểm hướng sắp tới. À mà cũng cái rất là may đó là Trang, thì như Trang cũng đang làm phát triển theo cái hướng giáo dục đúng không? Nếu như Trang phát triển theo hướng giáo dục thì có thể là mình sẽ hỗ trợ được khá là nhiều thứ đó. Nói chung là món quà rất là tuyệt vời của chị Hải ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều đến workshop và đã chia sẻ cái món quà này cho mọi người. Thì em nghĩ rằng là có thể là dành đôi lời cuối cùng dành cho các bạn tham gia cái workshop này với tư cách là một người viết hướng nội để phát triển cái con đường viết lách của mình. Chị có những cái lời chúc gì dành cho mọi người để khép lại buổi workshop ngày hôm nay không ạ? Đối với những hướng nội mà nói thì khi mà chúng ta chưa thực sự tin vào cái khả năng của chính bản thân mình á, thì chúng ta có cảm giác là chúng ta dường như đang ở trong bóng tối. Nhưng mà khi mà chúng ta mạnh dạn sống với chính con người của mình và tin tưởng vào năng lực của mình đó, thì nó giống như cái việc là bạn tự thắp sáng được cái cuộc đời của mình đó. Thì trong suốt 2 năm viết lách thì Hải đã tự thắp sáng được cái con đường của mình. Và cái cảm giác của Hải đó là cách đây mấy tháng thì Hải có email cho một cái người mentor, được là cái người mentor đầu đời của mình. Hãy nói rằng Hãy đã viết câu cuối đó là được sống trong cái ánh sáng của mình nó thực sự tuyệt vời. Thì Hãy cũng mong tất cả những người của chúng ta ở đây cũng có sẽ cơ hội tự tìm ra cái hành trình của mình và có thể tự thắp sáng được cái chính hành trình của mình. Có thể không biết là nó sẽ mất thời gian bao lâu và nó khó khăn như thế nào, nhưng mà mình tin cái cảm giác mà được sống trong chính ánh sáng của mình nó thực sự giá trị.
nó thực sự giá trị và nó rất là đáng giá đấy các bạn, nó rất đáng giá. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, đã đến đây mà lắng nghe câu chuyện của mình, và hy vọng một có thể sau cái buổi workshop này chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn và tương tác với nhau nhiều hơn. Và nếu như các bạn cần một cái sự hỗ trợ, cần một cái sự góp ý, cần sự hỗ trợ nào đó từ mình thì các bạn cứ liên hệ ha. Mình sẽ là cái người mà nếu như trong khả năng đó, thì mình sẽ luôn sẵn sàng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn Quỳnh đã đã tạo điều kiện để mình có thể ngồi đây và chia sẻ câu chuyện. Em cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe và chúc chị thành công hơn nữa cho cái sự nghiệp viết lách của mình, cũng như là em rất là mong đợi cái cuốn sách sắp tới của chị. Hy vọng là sẽ sớm được nhìn thấy cuốn sách ra mắt ạ. Chúc mọi người tham dự buổi workshop ngày hôm nay một ngày cuối tuần thật là vui, và hy vọng rằng là mọi người sẽ có được những cái bước tiến tiếp theo ở trên cái hành trình viết lách của mình. Và điều quan trọng là đôi khi như chị Hải có nói lúc nãy, chỉ cần lì lợm một chút, chỉ cần kiên trì một chút là có thể là nhìn thấy ra cái ánh sáng của mình. Chúc mọi người có được những cái điều đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những cái buổi workshop tiếp theo của The Introvert Writer. Mỗi tháng thì sẽ có một cái buổi workshop đặc biệt. Mọi người có thể theo dõi ở trên trang The Introvert Writer cái mục sự kiện ấy, thì sẽ thấy rằng là có khá nhiều những cái upcoming workshop, những cái workshop sắp tới về các cái chủ đề và thậm chí là cả khách mời nữa. Mọi người có thể xem thêm ở đó để mọi người có thể đăng ký tham gia nhé. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị, cảm ơn mọi người. Mọi người có thể ra về rồi. Mọi người. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn Quỳnh và cảm ơn Hải. Chào mọi người nhé. Hôm nay rất là vui luôn á Hải. Rồi Thắng liên hệ với Hải qua Facebook à. Rồi ok ha. Có thể bắt được. Tạm biệt mọi người.